Mã chúc tất cả các anh chị em một năm mới coi như là thấm thoát là bốn mùa xuân hạ thu đông đã qua rồi ha, thì chúng ta lại gặp nhau là bao nhiêu mùa rồi, bao nhiêu năm. Có những người bạn rất là lâu đã theo cái Facebook Mã Tú Linh, bạn từ ở bên Dolly Cool cho tới Mã Tú Linh cho tới bây giờ, một số bạn trở thành rất là thân, một số bạn cũng rời bỏ mình đi vì những nguyên nhân gì đó thì tùy cá nhân của mỗi người thôi. Thì Mã cảm thấy rằng ngày hôm nay là cái dịp Tết đầu xuân, Mã mượn cái livestream này để chúc tất cả các anh chị em ở trên Facebook của chúng ta, mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau ngoài đời nhưng mà chúng ta đã có những cái sự tương tác, nói chuyện với nhau qua livestream, nói chuyện với nhau qua những cái messenger, những cái lời bình luận thâm tình cũng có, nặng lời đối với Mã Tư Linh cũng có. Không sao hết, trong cái cuộc sống này á, có một cái câu nói người ta nói là đi nói là hột xoàn kim cương thì ít đúng không, nhưng mà sỏi đá đất sét thì nhiều. Đâu có thể nào mà mình đi ra ngoài đường mà mình tìm được, gặp được kim cương ngoài đâu, mình ra đường là mình gặp sỏi đá, là những cái vật cản để trên, mà nhất là trên cái con đường đấu tranh của chúng ta thì sẽ có những người cản. Nhưng đối với mình có những cái câu nói mà nghĩ nó bất hủ, giống như là đánh giặc, giặc đánh thì dễ đỡ nhưng mà bạn bè người thân đánh thì rất là khó đỡ. Thì trong một năm có những cái chuyện vui buồn như thế nào thì Mã Tử Linh sẽ mượn cái livestream này để chia sẻ cùng với các anh chị em. Và trước hết thì chúc tất cả mọi người sức khỏe rất là nhiều, dồi dào sức khỏe, sức khỏe gấp đôi của sức khỏe của năm rồi, tiền tài cũng nhiều gấp đôi với tiền tài của năm rồi, tất cả những niềm vui cũng gấp đôi nhân đôi lên so với năm rồi. Những cái gì mà buồn phiền bực mình không có happy ở trong cái năm cũ thì năm này gần không có nữa, coi như là bớt đi luôn, hoàn toàn là bớt đi luôn, bớt đi cũng gấp đôi. Mà không có biết phải chúc như thế nào nữa, tại vì ở chúng ta mỗi người ở mỗi nơi, mỗi thành phố, mỗi đất nước, mỗi tiểu bang nó có những cái sự khác nhau rất là nhiều. Thành ra cái quan trọng nhất mà mình nghĩ là cần thiết nhất là cái sức khỏe. Khi mình có sức khỏe thì mình mới làm được những cái chuyện khác. Và xin Thiên Chúa ban hồng ân cho tất cả các anh chị em của chúng ta có được cái sự sáng suốt để mà nhận định, để mà tiếp tục trong cái cuộc sống mà nhiều chông gai này. Ba cái mà chúng ta phải đối phó mỗi ngày đó là sự cám dỗ của xác thịt, sự ma quỷ, đánh phá của ma quỷ và cái thế gian này. Thế gian là những cái gì đó mà nó là tay sai, mình dùng cái chữ tay sai để cho ma quỷ nó có cái cơ hội để mà đánh phá mình. Cho nên là Mã mong rằng các anh chị em của chúng ta trong những cái thời gian qua, một năm rồi, không có phải ai cũng hoàn hảo, không có phải ai chúng ta sinh ra, nếu như mà nói rằng là chúng ta một ngay cả cái viên ngọc kim cương đúng không các anh chị em, ngay cả cái viên ngọc kim cương thì nó cũng đâu có phải tự nhiên được từ dưới lòng đất mà lôi ra là thành cái hộp kim cương đâu. Nó chỉ là một cục đá rất là đen, một cục đá rất là cứng và xấu xí, nhưng mà phải qua những cái tay của những người thợ giỏi. Người ta phải mài, người ta phải cắt, người ta phải đun nóng, người ta phải làm rất là nhiều để mà nó trở thành một viên kim cương sáng như vậy trong cái cuộc sống này, để chúng ta được thưởng thức những cái nét đẹp của nó để làm những cái trang trí ở trên người của mình đeo. Thì qua một cái quá trình, phải nói là qua một cái quá trình rèn luyện của hạt kim cương, chứ đâu có phải kim cương tự nhiên mà lấy lên từ dưới lòng đất nó trở thành kim cương. Nó chỉ là một cục đá mà chúng ta không có mài, chúng ta không có giũa thì chúng ta không thể nào biết được đó là hạt kim cương. Mà không có nói, ý của Mã nói rằng là trong mỗi chúng ta cái gì cũng vậy, là con người chắc chắn là sẽ có những sai lầm và những cái đúng và những cái sai. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng để mình sửa đổi, mình thấy được những cái sai của mình để mình sửa đổi, mình cầu tiến thì mới có cái sự phát triển được trong cái tư duy của mình. Còn nếu như mình cứ khăng khăng một mực, mình chỉ nghĩ rằng là mình đúng nhất ở trên trần gian này, thì cái người mà cho rằng là tôi hoàn hảo nhất thì con người đó sẽ không bao giờ là con người hoàn hảo. Hoặc là con người mà cho rằng tôi chưa bao giờ làm lỗi một cái gì hết thì con người đó chưa bao giờ làm được một cái gì có giá trị trong cuộc sống này. Tại vì không có làm lỗi, không có làm cái gì hết, không có làm một cái gì có giá trị hết thì làm sao có làm lỗi được, đúng không mọi người? Đó là những cái mà nghĩ rằng là đúng rồi James, em nói rất là đúng, dòng ma quỷ hiện hình, càng ngày ma quỷ càng nhiều hơn nữa. Tại vì cái thế giới này nó cái khi mà nhất là những người Việt, mình không có nói những người sống ở nước ngoài, những người sống ở nước ngoài đôi khi mình cũng cảm thấy rất là buồn. Họ có những cái tư duy cổ hủ,
cho là sống ở Mỹ, nói là ô tôi đã qua Mỹ từ lúc tôi 18, 19 tuổi, rồi được trưởng thành, được lớn lên, được đi học cái văn hóa ở nước ngoài. Nhưng mà cái tư duy của cái người Việt của mình, một số người Việt của mình không có muốn phát triển. Cho nên cái bài thơ của cô Trần Thị Lam nói rất là hay, đất nước mình ngộ quá phải không anh, có người không có chịu lớn. Bao nhiêu năm rồi có người vẫn không có chịu lớn. Cái tư duy ích kỷ, nhỏ mọn, ghen tuông lúc nào nó cũng có dằn vặt ở trong con người của chúng ta. Và đó là một cái điều rất là buồn cho cái số người Việt của mình không có chịu nhìn nhận những cái xung quanh mình, không nhìn nhận những cái đức văn minh. Mắc cười lắm, sáng nay mà đi lễ cái năm đầu tiên của ngày lễ, cái lễ đầu tiên của năm, thì mã lại không có cầu xin cho sức khỏe của mình, không có cầu xin một cái gì hết, nhưng mà lại cầu xin là xin Chúa cho con sức mạnh để con tha thứ cho những kẻ đang đánh phá con, để cho con và giúp cho họ có được bình an trong cái tâm trí của họ, tại con thấy họ tội quá. Thật sự những cái sự mà đánh phá Mã Tú Linh mỗi ngày gặp như cơm bữa, rất là quen thuộc rồi, chẳng còn cái gì lạ hết. Mà thương là những người họ cứ phải mỗi ngày họ phải nặng óc, họ phải suy nghĩ ra những cái gì nó mới lạ hơn để mà đánh phá mình, nhưng mà đánh phá thì cũng không có được. Tại vì với lại mình thương cho những cái người mà mình không biết rằng hồi sáng nay mà bóc được hai cái lọc nha. Một cái lọc nói rất là hay, cái lọc này nói giống như vậy nè. Sáng nay mà bóc được cái lọc. Cái lọc ở trong chùa nói là, trong nhà thờ nói là Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. Cái câu nói này mà thấy rất là hay. Chúng ta là những con người, chúng ta không nên Thiên Chúa đã hy sinh rất là nhiều để chuộc lấy lại chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào làm nô lệ cho người phàm được. Những cái người phàm đó cứ cả ngày cứ đánh chống cộng đâu không thấy, mà cứ thấy là chống cộng đồng và chống những người mà bất đồng chính kiến với Nhà Cộng sản Việt Nam. Như vậy thì được cái gì trên cái cuộc sống này? Nếu như nhiều khi mà nghĩ rằng các anh chị em sáng nay mà coi được một cái bài viết của một cái người đó chia sẻ, nói rằng là Mã Tú Linh, tại vì Mã Tú Linh có cái giọng nói giống như là người Hồng Kông, cho nên Mã Tú Linh không thể nào là người Việt được. Hay là cái tên Mã Tú Linh đã là không phải là người Việt Nam, thì Mã thấy rằng những cái luận điệu đánh phá đó, các anh chị em có nghĩ rằng là ấu trĩ quá hay không? Chính các anh chị em, cảm ơn Trần Phong, chính các anh chị em đã dẫn dắt cho cái ác quỷ này nó lên ngôi. Nếu như cái giọng nói của Mã Tú Linh là giống Hồng Kông, thì tại sao mấy người cứ phải đi mướn phim Hồng Kông để mà coi? Hoặc là cái tên của Mã Tú Linh nó là chỉ là một cái nickname các anh chị em chơi Facebook biết là bao lâu. Những người ở trong nước, ngay cả những người trong nước tên thí dụ như là Nguyễn Thị Minh Thu, hoặc là Trần Văn Bé, Nguyễn Phú Trọng, những cái tên đó, nhưng mà vì không muốn Nhà Cầm quyền Việt Nam biết được mình là tên thật là gì, các anh chị em lấy tất cả những cái nickname, không có ăn nhầm gì tới tên của mình hết, giống là sương buổi sáng, rồi cỏ buổi chiều, hoàng hôn màu tím, hoặc là những cái giống như là hộp dịch lộn, nước mắm mùa thu, thì những cái tên giống như vậy, hoặc là có những cái giống như thí dụ nha, Lan Nguyễn hoặc là Trí Nguyễn, tên của hai bạn mới pop lên trong cái livestream này của Mã. Chào Lan Nguyễn với là Trí Nguyễn. Thí dụ như Lan Nguyễn, phía sau Lan Nguyễn nó có chắc là Lan Nguyễn hay không? Phía sau Trí Nguyễn có chắc là Trí Nguyễn hay không? Hay là Trí Nguyễn lại là Mai Nga, mà Mai Nga sẽ là Paul JC, mà Paul JC sẽ là Peter Nguyễn? We just never know. Cái tên nó, tên trên Facebook chỉ là một cái tên mà thôi. Mà nghĩ rằng các anh chị em phải đủ khôn. Mà chào Hương Quỳnh. Chúng ta phải đủ khôn, đủ nhận định, đủ sáng suốt để mà thấy được rằng ủa, tại sao là mình phải đi, cảm ơn Văn Thành, tại sao mình phải đi nghe một cái người mà mình chưa bao giờ biết tên, một người nào đó đứng ra đánh phá một người nào đó trên cộng đồng, mà mình ung nhau mà mình nghe. Con chào cha. Cha ơi, hôm nay con bóc được lọc hay lắm luôn nè cha. Ok, cho nên là Mã thấy rằng là mọi người mà đánh phá, càng đánh phá Mã. James hả? Tên của em là gì? Diệp cũng đang suy nghĩ nè. Tên của em chắc là Nguyễn Mỹ Hữu. Cho nên chúng ta không có nên muốn đánh phá. Thí dụ như nha, Mã ít khi mà Mã chửi hoặc là lớn tiếng bất cứ một người nào. Nếu như anh chị em nào mà theo dõi livestream của Mã đọc cha nghe nào hả? Con đọc rồi, bây giờ con đọc lại cho cha nghe nha. Giáo sư Đức Mẹ Việt Nam, con bóc được cái này nha cha. Nói là con bóc được hai cái luôn mới ghê chứ. Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm.
Con rất là thích cái câu nói này. Hồi nãy giờ con cũng phân tích cái câu nói đó cho mọi người đó. Cho nên là con mới thấy rằng Thiên Chúa đã hy sinh rất là nhiều cho cái công cuộc này để mà chuộc lấy tội lỗi của anh em mình, chuộc lấy lại chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào làm nô lệ cho người phàm được. Chúng ta phải hết lòng phục vụ Chúa và chúng ta phải biết yêu thương nhau, yêu thương kẻ thù của mình như là chính yêu thương bản thân của mình vậy. Cho nên sáng hôm nay con đi lễ đã xin cầu nguyện tha cho con, Chúa cho con được cái sức mạnh để con không có còn bị cám dỗ bởi ma quỷ ở trong cái cuộc sống này, mà tha thứ cho những kẻ lúc nào cũng muốn đánh phá con thì không sao hết, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời. Các anh chị em biết không, giống như cái trong mấy ngày qua ở vừa rồi ở bên Mỹ này có một cái biến cố xảy ra, một cái sự việc rất là đau lòng. Có một sự việc xảy ra rất là đau lòng, đó là một thanh niên đã xả súng ở trong một cái trường học và giết đi 17, bị tử vong là 17 học sinh và bị thương 14 em. Thì khi cái sự việc đó xảy ra đó, mình đã từng làm cha làm mẹ, mình có người thân, mình có người thương ở trong cái gia đình của mình. Những cái sự ra đi đột ngột bất ngờ như vậy đã làm cho những người chúng ta nghe những cái tin như vậy xót xa đau lòng. Mình không thể nào mình biết được trong cái cuộc sống này nó ngắn ngủi như thế nào, mà nếu như chúng ta cứ sống mà cứ mãi đem hận thù để mà đánh hận thù, đem những cái mà hơn thua để mà đi so đo với hơn thua, thì chúng ta trong cuộc đời này chúng ta là hoàn toàn là thua, thua chính với bản thân mình, không có biết buông bỏ những cái ma quỷ cám dỗ. Cho nên các anh chị em chúng ta phải biết tha thứ, chúng ta phải biết yêu thương, giống như lời Chúa dạy, Chúa đã chuộc lấy lại chúng ta, Chúa đã hy sinh rất là nhiều để đóng đinh trên thập giá để chuộc lại lấy tội lỗi cho chúng ta, mà chúng ta nhẫn tâm gạt bỏ cái tình thương yêu của Ngài đó thì chúng ta không có nên. Cho nên mà mong các anh chị em của chúng ta năm đầu cái năm mới bắt đầu lại, làm lại mới hết, xóa bỏ hận thù hết, không có ghét gì nữa hết. Rồi sáng nay lần đầu tiên sau khi mình cầu xin rồi thì mình đi ra ngoài có hát cái Kinh tế hòa bình của Thánh Phanxicô, con mà hát người ta bỏ đi hết, không có nghe livestream của con nữa đó, cha đừng có xúi dại. Cho nên là chúng ta là đúng rồi, trong cuộc sống này nó vô thường lắm. Và giống như là tự nhiên hôm qua hôm kia Mã nhận được tin của một người bạn của Mã, hồi nãy giờ cái chị đó rất là mạnh khỏe, không có chưa bao giờ nghĩ rằng là chị bệnh hay cái gì hết á, mà chị nói là chị đau đầu 2 tuần rồi Mã gặp, mà nói chị nói là chị đau đầu. Thì xong đó chị Mã cũng khuyên là chị đi bác sĩ đây này nọ đi. Bây giờ chị báo tin cho Mã là chị có bướu ở trong đầu, có thể là không có qua khỏi cái cuộc sống này, chị chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Qua những cái sự việc mà khi mà Chúa thương, Chúa gọi ta về, thì chỉ có những cái người sống còn lại mới là chịu những cái đau khổ này, chứ còn mà người chết đi rồi thì hết. Các anh chị em mà có nguyền rủa mong cho Mã chết sớm đi, không sao hết trơn. Mã chết sớm thì Mã được về sớm với nhà trời, Mã được phục vụ Chúa, đó là một cái ơn. Chỉ đau khổ là những người ở lại, những cái người nào mà chết rồi là hết. Chỉ đau khổ là những cái người ở lại phải tiếc thương, phải nhớ, phải những cái kỷ niệm mà mình không có cái người thương của mình ở bên cạnh để mà chia sẻ những cái kỷ niệm nữa, thì cái đó mới là cái đau. Còn mà chết rồi là cái tâm linh tâm hồn của mình nó rất là bình an, chẳng có gì mà phải lo hết. Hương Quỳnh hát phụ chị ạ, cảm ơn em rất là nhiều. Cho nên Mã nghĩ rằng những người bạn của Mã, nếu như mà thương yêu Mã thì cũng đừng có quan tâm quá những cái lời mà đánh phá, chỉ là trước mắt là hãy tin tưởng ở Mã Tư Linh, tin tưởng ở Mã Tư Linh bằng những cái sinh hoạt mỗi ngày Mã Tư Linh chia sẻ với các anh chị em, bằng những đứa con rất là ngoan. Đó là những cái kết quả mà Mã Tư Linh đã bỏ công khổ công gầy dựng và giáo dục con của mình trở thành nên người. Tin tưởng vào cái cuộc sống mỗi ngày, các anh chị em thấy những cái bài viết mà Mã đã đọc, đã chia sẻ với mọi người, chứ đừng có đánh giá một con người nào qua một cái giọng nói và bằng một cái tên. Cái điều đó là không công bằng các anh chị em. Đánh giá người ta bởi bởi một cái tên ở trên cái đất nước, trên cái xã hội, trên cái cuộc sống này có cả ngàn ngàn triệu 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 tên. Các anh chị em có thể nào có được đánh giá trị của mỗi người bằng một cái tên hay không? Nếu như là tên giống như bạn này mới nhảy vô, tên là HT Nguyễn, thì giá trị của tên đó là cái gì? Hoặc là Văn Thành thì cái tên đó có giá trị như thế nào? Không lẽ mỗi cái tên có một cái giá trị của nó hay sao? Mấy người có đầu óc mà mấy người không có sử dụng như vậy thì rất là uổng. Cho nên mà mong rằng các anh chị em hãy sáng suốt, Chúa ban cho ta cái não, cái óc
để chúng ta sử dụng đúng mục, đúng mức, chứ không phải là để mà đi theo, để mà ma quỷ nó che những cái sự sáng suốt và khôn ngoan của mình như vậy được. Như vậy rất là phí, rất là tội. Ok, bây giờ mà muốn chia sẻ với các anh chị em là, thí dụ như nói là ở cái Tết của bên Việt Nam với cái Tết Mỹ, hôm nay mình nói chuyện tào lao biết đâu chút xíu nha. Mọi người hỏi rằng là cái Tết, ba đứa nhỏ nhận lì xì rồi chú Dung, cảm ơn chú Dung rất là nhiều. Cái Tết ở bên Việt Nam nó có khác với nhau với cái Tết bên Mỹ như thế nào? Thì bây giờ mà chia sẻ cho các anh chị em nghe. Mà nhận được tin nhắn rất là nhiều, và cũng nhân tiện đây mà cảm ơn tất cả các anh chị em đã nhắn tin liên tục từ mấy ngày Tết này, là nhắn tin gửi cho Mã những cái bông hoa, những cái thiệp, những cái chúc mừng, những cái lời chào, những cái thức dậy đi, thức dậy nhận lọc đi, những cái video clip nhỏ nhỏ rất là dễ thương, mà nhiều quá, đông quá mà không thể nào có đủ khả năng để mà trả lời từng người một được. Cho nên là Mã chúc tất cả mọi người sức khỏe, cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng vào cho Mã Tử Linh. Và rất rất là nhiều câu hỏi hỏi rằng là chứ cái Tết ở bên Mỹ nó có vui như cái Tết ở bên Việt Nam hay không, và cái Tết như thế nào, chị có thể so sánh cho em nghe, cho em hiểu được hay không? Tại vì có lẽ suốt cuộc đời này em cũng sẽ không có cái dịp để mà đi ra nước ngoài, để mà đi qua bên Mỹ hoặc qua Úc, qua Pháp để mà đón nhận một cái Tết xa hương, một cái Tết mà xa quê hương, một cái Tết viễn xứ, thì nó khác cái Tết Việt Nam như thế nào. Cho nên là Mã sẽ chia sẻ với các anh chị em cái Tết bên Mỹ nha. Mã biết trước hết mình nói về cái Tết ở bên Việt Nam, Mã chỉ kể lại những cái gì mà Mã có thể nhớ được, hoặc là Mã nghe được, hoặc là Mã coi trên Facebook. Đó là cái Tết ở bên Việt Nam, mọi người ba cái ngày Tết đó là chủ yếu là ăn, ngủ, đi ra đường chơi, đi mặc áo đẹp để mà đi lì xì, đi nhận lì xì, hoặc là đi lì xì cho người, cho em bé khác trong gia đình của mình. Mà chính chủ yếu là ùn ụt ra ngoài đường để mà tạo những cái chuyện mà kẹt xe, tại vì ai cũng đi hết. Mà mình nghĩ lại cái Tết ở bên Việt Nam, ủa hình như là trong ngày cũng đi, trong những cái ngày bình thường cũng đi, Tết thì đi nhiều hơn, cho nên là nó tạo ra sự kẹt xe. Riêng cái Tết ở bên Mỹ á, lỡ ra đường các anh chị em sẽ thấy nó vắng hoe à, nó không có ma nào đi ra ngoài đường hết trơn á. Tại vì người ở bên Oregon buồn lắm hả, bên võ. Thật ra không phải là buồn, tại vì chúng ta nghĩ rằng ồ cái không khí Tết, mà tại sao trời ơi, cái người này cứ nhắn tin phá Mã hoài. Chờ Mã chút nha, Mã đang livestream, đừng phá. Đừng phá. Chờ Mã chút nha bà con. Cho nên Mã mới nói rằng là cái Tết ở bên này á, nó đi ra đường á, nó vắng hoe. Giống dòng bà chị á. Ở ra đường nó vắng hoe, không có ai hết trơn á, là tại vì người ta lấy cái Tết là những cái ngày nghỉ để mà spend time, là gặp nhau với gia đình. Các anh chị em sẽ thấy những bữa cơm của gia đình ngồi chung lại với nhau, trong đó sẽ có bánh chưng, bánh tét, bánh ú, hạt dưa, mứt dừa, thịt tàu, thịt kho tàu, hoặc là những cái món mà ngày thường chúng ta không ăn. Nó không phải là bên này không có khả năng mua để làm ăn, nhưng mà thịt kho tàu là một trong những cái mà nói rằng là nó mỡ nhiều quá, cho nên chúng ta tránh bớt để không có bị cholesterol. Và những cái món ăn mà chúng ta không có thời gian nhiều, nếp cũng là thứ làm mập, thịt thà, cái thứ gì bên này cũng làm mập hết. Nhưng mà muốn chờ tới cái ngày Tết mới ngồi xuống ăn, là tại vì muốn có nhớ lại, gợi lại cái kỷ niệm của cái Tết Việt Nam của mình từ hồi xưa nó như thế nào. Đó là một cái phong tục cổ truyền mà chúng ta cố gắng gìn giữ. Cho nên các anh chị em của chúng ta sẽ thấy những cái Tết giống như vậy, nhưng mà nó không có cái chuyện mà ùn ụt nhau đi ra đường. Cho nên bên Việt Nam càng kẹt xe bao nhiêu thì ở bên Mỹ càng vắng hoe bấy nhiêu. Đi ra đường sẽ không có một người nào hết, mà sẽ có tụ tập là ở những nhà gia đình, về với gia đình, con cái ở đâu xa về với cha mẹ ở chỗ nào xa về lại với con cái, lấy một cái địa điểm chung, một cái địa điểm gần nhất chung lại với nhau, để mà cho tất cả mọi người cùng tụ họp và lặp lại, gặp lại đó. Người lớn sẽ lì xì cho trẻ em sẽ lì xì cho người, trẻ em sẽ lì xì cho, không phải là trẻ em mà con cái, ông bà sẽ lì xì cho con cháu, rồi con sẽ lì xì cho cha mẹ. Nó đi ngược là như vậy, chứ không phải là cứ phải là người lớn là phải lì xì xuống nhỏ, mà người nhỏ đôi khi phải là chúc lộc chúc phúc cho cái người lớn ở đầu năm. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai nữa là ở bên Việt Nam, đúng ra
Tết ở bên Việt Nam thì sẽ có đốt pháo, nhưng mà vì nhà cầm quyền Việt Nam cấm người Việt ở bên đó đốt pháo, cho nên nó ngược, nó lại khác là cái Tết ở bên Mỹ lại được đốt pháo. Sáng nay ngoài nhà thờ của mình đốt pháo rất là vui, nghe nổ giòn tai lắm. Tất cả những cái chỗ mà có những các chương trình văn nghệ giữ truyền thống văn hóa này nọ là chúng ta sẽ có những cái băng pháo nổ nghe rất là giòn tan. Đó là hai thứ khác nhau. Cái những cái khác nhau là thêm cái thứ ba khác nhau, bên Việt Nam tai nạn càng nhiều bao nhiêu thì bên Mỹ những ngày Tết không có tai nạn, tại vì ở trong nhà không đâu đi ra đường, làm sao có tai nạn được các anh chị em. Mà những cái ngày đó rất là cái ngày, rồi những cái ngày Tết ở bên Việt Nam là những cái ngày mà người dân sẽ bị stress, người dân sẽ bị căng thẳng, là tại vì cứ phải lo cái chuyện này, cứ phải lo chuyện kia, người này tới. Mà mắc cười nha, mà nhớ nha, có nhiều cái gia đình ha, thí dụ ngồi chờ, trời ơi sao mùng 1 rồi chưa có thấy ai tới đập đất, mong cho người nào tới đập đất, mà tới đó cái người tới đập đất thì mình là không muốn. Mình nói trời ơi cái con nhỏ này đập đất xui quá à, chắc cả năm này xui chết luôn á. Rồi bắt đầu là ngồi chửi rủa, nguyền rủa cái người nào đập đất đó mà không có như ý của mình muốn. Hoặc là nói rằng ủa sao ngày hôm nay mùng 2 rồi không có ai tới thăm mình. Nhưng mà tới khi người ta tới thăm rồi, trời ơi nó ngồi nó thăm gì mà nó dài nó dai nó dân dân, nó không chịu bỏ đi để cho người khác tới thăm. Rồi trời ơi cả ngày này có bao nhiêu người tới thăm, mệt quá luôn. Cho nên là sẽ không có gặp, không có được cảm thấy thoải mái. Là bên Việt Nam là lúc nào cũng bị stress, còn bên Mỹ thì ngược lại, cái Tết thì lại rất là vui, ai tới thăm cũng niềm nở, ai tới thăm cũng vui vẻ. Bên Việt Nam là phải chờ tới cái ngày Tết để mà mặc được cái áo mà mình thích nhất, để mà chạy tung tăng ra ngoài đường, để trẻ em để mà nhận được quà, hay là để mà đi khoe những cái chiếc áo mới, cảm thấy rất là thương. Tại vì cả năm không có khả năng để mà mua được những cái áo đẹp, hoặc là rất là hiếm khi ở trong năm mà mình thấy một cái em nhỏ nào đó ở nông thôn mặc một chiếc áo dài đi lang thang trên con đường làng, hoặc là một cái em nào đó mặc một cái áo đầm màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh rất là có kim tuyến, long lanh, lóng lánh sương mai đi lang thang trong ở đi ra ngoài đường, thì người ta sẽ nghĩ rằng trời ơi nhỏ này nó bị gì vậy. Tại vì ngày thường không có lúc nào cũng là quần đùi áo thun, có thể là do thời tiết nóng, có thể là các em quá là cằn cỗi, khó khăn, mặc dù tuổi rất là nhỏ nhưng mà phải bươn chải trong cái cuộc sống này để tìm cái miếng ăn qua ngày. Cho nên cái sự mà ăn mặc ở ngoài, trang trí ở ngoài con người của mình, trang điểm ở ngoài con người của mình, nó không có đối với các em. Cho nên khi mà thấy đi ra đường mà thấy một em nào đó nhỏ nhỏ mà mặc một cái áo mới, mặc một cái quần mới là nghĩ rằng ủa đi đâu vậy, chị đang đi ăn đám cưới hả, đang đi sinh nhật hả. Cái người Việt của mình nhìn áo quần để biết rằng cái người đó đang đi đâu, hình như là chị đang đi đâu, chỉ phải là đang đi đâu thì phải mặc những cái bộ đồ đẹp, còn nếu như mà không có đi đâu thì mặc đồ rất là bình thường. Nó khác với tuổi trẻ bên này, gần như ngày nào cũng có thể mặc đồ mới và mặc đồ đẹp được hết á. Từ đi học tới đi nhà thờ, hoặc là đi chùa, đi qua nhà bạn. Bé Phụng, bé Phượng ở nhà nói ô mẹ ơi cho hôm nay cho con qua nhà bạn chơi, nó ok con. Thì cũng có thể mặc đồ rất là đẹp để mà đi chơi. Những cái bộ đồ đẹp để mà trang trí trên con người của con cái của tuổi trẻ ở bên Mỹ này rất là bình thường. Bình thường tới một mức độ chẳng còn có thắc mắc để mà hỏi con đang đi đâu vậy, con đang mặc đồ để mà đi đâu vậy. Tại vì những cái bộ đồ mới đó, và các em cũng không phải chờ tới ngày Tết, không phải chờ tới ngày Giáng sinh thì mới có được một cái bộ đồ như ý. Mà có giải thích cái điều đó trước với các anh chị em rồi. Chúng ta đi làm ở Việt Nam nói là làm một năm để mà ăn tiêu 3 ngày Tết. Tại vì sao phải làm một năm để mà ăn tiêu 3 ngày Tết? Có phải là tại vì một năm mình làm khó khăn cực khổ quá mới mong đủ tiền để mà tiêu 3 ngày Tết? 3 ngày Tết là phải có thịt heo, nhâm nước mắm, phải có bánh chưng, bánh tét, phải có những cái đồ ăn mà những cái ngày Tết là phải ăn, còn không ăn thì không có cái hương vị của ngày Tết. Cho nên phải ráng cố gắng làm để mà đủ dành dùm để mà xài 3 ngày Tết. Nó khác với lại bên Mỹ này á, là 3 ngày Tết á, là bên này ngưng ăn đi con ăn cái đó. Ngày hôm qua má ăn bánh bột lọc với lại má ăn xôi rồi bánh chưng rồi này nọ, là mẹ cứ đi theo. Con ơi đừng có moi cái cục mỡ trong cái bánh chưng đó, mập đó. Đúng ha, nói mập nó nhớ. Mấy người cứ đánh phá mã, nói là cái con mã là mập nè, là dú xệ cũng có nè. Xin lỗi nha, cái này là mã nói thiệt, mọi người đang chửi mã thôi. Là chân ngắn con khúc nè, mặt thì tròn vo như cái mâm, rồi
Răng thì xiết, mắt thì lé, mũi thì lồi. Trời ơi, mã xấu dã man con ngang luôn. Mã tả con heo, mã thấy nó còn đẹp hơn mã nữa. Thì thôi, mã xấu xí mà quê mùa cục mịch mà chân đi gánh nước, hoặc là cái tướng mà nó thô, thì mã đâu có cái gì đẹp để cho các anh chị em phải ganh tị đâu, mà cứ phải cả ngày chửi chửi rủa mã như vậy, có phải là khổ thân mấy người hay không? Phải đi kiếm hoa hậu hoa khôi rồi rồi chửi nó chân dài rồi vú căng rồi này nọ, đi chửi mấy cái đứa đó chứ còn mà chê mã từ đầu tới cuối, sỉ nhục mã không còn một mảnh nào hết. Con heo mã thấy vẫn đẹp hơn là mã nữa thì mắc cái mớ gì mà có phải đi soi mói mã hoài chi vậy? Tội nghiệp cặp mắt của mấy người, để cặp mắt đó, con mắt là trời cho ban để nhìn những cái gì đẹp đẽ, còn những cái gì xấu thôi bỏ qua đi. Con mã tử linh nó xấu dã man luôn, và hãy che đi những cái lời hay có trời ban cho mình, Chúa ban cho mình có đôi tai để làm gì, để mình nghe những lời hay, những chữ đẹp để mà mình sàng lọc những cái kiến thức. Còn mã tử linh nó tầm lam ba xàm ba nháp thì thôi đừng nghe nó, phải không? Cứ thấy mà tên mã tử linh tránh ra, đừng có để ý tới nó, đừng có PR cho nó. Còn mấy người càng chửi mã tử linh, còn nói tự nhiên mấy người nói thắc mắc, ồ mã tử linh là ai, mã tử linh tại sao lại người ta nói mã tử linh như vậy, thì lại tự nhiên các chị em lại vô tình mà nâng 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 bi. Việt Nam nó mã không có bi, nhưng mà mấy người nói là ở Việt Nam gọi là nâng bi đúng không, thì tự nhiên tâng bốc mã lên làm gì. Cho nên mã chia sẻ cho các anh chị em để biết rằng là cảm ơn Rose Dan. Cho nên là đừng đừng có vô tình, mã chỉ cách mấy người hại mã cho đừng có mất công, đừng có mất công mà lên trên Facebook nói mã vậy, thì tội cặp mắt của chính mình, tội cái miệng của mình, tội cái lỗ tai của mình phải nghe những lời nói như vậy, nó rất là ác nha. James, cái đó là chị nghe nói, chị nói lại thôi. Còn nói rằng ô giọng mã có vấn đề hả? Ok, mà giờ mà nói qua cái giọng của mã sao? Thật ra giọng của mã không có vấn đề. Từ hồi nào tới giờ giọng của mã sinh ra lớn lên nói giống như vậy, tại vì các anh chị em nghe không có quen. Từ hồi nhỏ tới lớn, tại vì nghe bà ngoại, nghe ông nội cứ ngồi đó coi tivi, đi ngang qua thấy mấy người nói thì tự nhiên nó ở trong cái lỗ tai của mã thôi. Chứ cái giọng nói của mã đâu có phải là tự nhiên mà nó mã cố tình chọc mọi người để làm cái gì chứ. Mấy người không thích thì đừng có nghe mã nói. Đó là những cái rất là bình thường, mã giỡn chơi để cho các anh chị em thấy rằng cái giọng nói không là cái gì hết. Mã có thể nói tiếng Huế, mã có thể nói tiếng Bắc, mà có thể nói tiếng Hồng Kông, tiếng gì mà các anh chị em cảm thấy vui, các anh chị em muốn nghe thì mã sẽ nói. Muốn mã đọc bài theo tiếng của Hồng Kông, ở ngoài trời nắng đang lên đó, hôm nay nhiệt độ là 42. Bây giờ mình nói qua tin tức mà bằng giọng của Hồng Kông ha. Nói là giọng Ba Tàu hả? Giọng Ba Tàu thì cũng đâu có sao. Giọng Ba Tàu mà chị ngồi chị nghe, chị thích nhất. Tất cả hồi năm 90 các anh chị em nghĩ đi, ở bên Việt Nam có người nào mà không coi phim Hồng Kông? Coi phim Hồng Kông chứ thật là nhiều, thích cái giọng nói của Mã. Bây giờ nói là đi đánh Trung Quốc, đi đánh Tàu, chê chê ba cái giọng nói của Mã hả? Không có sao đâu. Ế, nhưng mà như vậy là không có công bằng. Đánh là phải đánh Trung Quốc, đánh là đánh con người, đánh cái sự suy nghĩ ma giáo, chứ còn mình đi đánh giọng nói thì có chết được ai đâu. Mà nói tiếng miền hả? Cái thằng mắc dệt dám nói mà nói tiếng miền. Cho nên là mà nói giọng phim Hồng Kông không có sao hết. Chúng ta cần phải sáng suốt, chúng ta cần phải thông minh trong cái cuộc mà nói về truyền thông, nói về chia sẻ bài vở. Oh my gosh, bạn. Cho nên là chúng ta phải đánh là đánh đúng. Còn đánh sai là vô tình chúng ta đánh chính chúng ta, chứ không có ai đánh ai được hết trơn á. Chúng ta tự khi mà mình đánh sai là mình thể hiện cái sự ngu của mình ra thôi, đúng không? Thí dụ như nhiều người chửi đài SBTN. Đài SBTN là của Trúc Hồ, Trúc Hồ là Việt Giang, Trúc Hồ là này, Trúc Hồ là này. Vậy xin lỗi nha. Lý do tại có nhiều người nhắn tin cho Mã nói như vậy nè. Cái bà đó chửi Mã như vậy đó, cái ông kia chửi Mã nhiều lắm, tại sao mà không có lên tiếng? Tại sao mà phải lên tiếng ở trên cái cuộc sống, ở trên cái trang Facebook này á, mà cứ mà một cá nhân đi đánh một cá nhân rồi rồi mình phải đi giải thích của cái cá nhân đó, thì mình không còn thời gian để mình chống cộng nữa. Vấn đề vừa rồi Mã nói tới Lan Chi Hoàng là tại vì cô đó đánh nói về Việt Khang, cô chê trách Việt Khang, cô nói những bài nhạc của Việt Khang, cô nói về Trúc Hồ đó. Mã theo Mã đó là cái công cuộc chính, đó là cái công cuộc chính, và Mã bảo vệ Việt Khang bởi những cái bài hát bất hủ của Việt Khang. Còn nếu như bà muốn đánh cá nhân của Mã hả, Mã ngồi yên cho bà đánh không sao hết trơn á. Những cái chuyện đó nó rất là nhỏ.
mình phải biết. Còn đi đánh SPGN mà các anh chị em cứ nghe, chỉ nghe một chiều rồi đi đánh SPGN, trong khi SPGN, ủa nếu như mà họ là Việt Giang thế thì tại sao họ làm quá nhiều cái chương trình gây quỹ để giúp các thương phế binh ở bên Việt Nam, mấy trăm ngàn người thương phế binh ở bên Việt Nam phải mang ơn của chương trình SPGN, phải mang ơn Trúc Hồ. Những cái người thương phế binh ở bên Việt Nam, ai là người nuôi, ai là người mỗi tháng gửi tiền, ai là người mỗi năm chăm sóc, ai là mỗi người có đóng góp để mà giúp những cái chương trình cảm ơn anh, những cái chương trình thương phế binh để giúp đỡ các thương phế binh do bên trung tâm Asia hoặc là SPGN làm để thực hiện, để giúp những người thương phế binh như vậy, thì chúng ta tại sao không nhìn thấy cái kết quả đó? Chúng ta không nhìn thấy cái thực tế mà những người khác đã cố gắng cố công để mà đấu tranh, để mà giúp đỡ cái vấn đề đó, mà chúng ta chỉ nghĩ là ô tại vì nhạc sĩ Trúc Hồ là lợi dụng Việt Khang này kia. Nó là một cái sự là làm lợi cho cả đôi bên. Em đeo kiếng đẹp quá. Cho nên là nó làm lợi cho cả hai bên. Thí dụ như là nói là Việt Khang với lại Trúc Hồ là dựa dẫm nhau. Ủa thì có dựa dẫm nhau thì cũng đâu có xa đâu, họ dựa dẫm nhau để thăng tiến trong cái cuộc sống này, dựa dẫm nhau để phục vụ thêm cho cái cộng đồng này, dựa dẫm nhau để đưa cái tiếng hát của mình bay cao hơn, những tác phẩm, những ngôn ngữ của mình. Trúc Hồ bị đuổi ra khỏi Asia, biết thì nói, Thúc Sanh đừng có nói bậy giống như vậy. Tiền chúc tuổi của anh đâu hả? Nằm ở đây nè, tiền chúc tuổi của anh đây nè, khổ quá đòi tiền hoài. Chút nữa gửi lên nha, chút nữa mai email qua cho anh. À, anh Paul JC ở cách mã 4 tiếng hả? Nếu như vậy mã email anh cỡ 2 phút thôi là anh nhận được nha anh Paul JC. Cho nên là chúng ta phải đừng có nghe những cái lời đồn đại, mà chúng ta phải thực sự tìm hiểu và gần gũi với cái người mà mình muốn đánh phá. Còn nếu như người ta đánh phá mà mình không có hiểu thì tốt nhất là mình nên đứng xa. Tốt nhất mà cái người Việt của mình hãy thử đi, hãy thử qua một cái năm mới chúng ta có những cái suy nghĩ nó thoáng hơn một chút xíu, để mà thấy rằng là sống một cách mà mình có giá trị chút xíu, chứ đừng có để cái bộ não của mình nó mất cái nó sử dụng một cách vô lý như vậy, bị ma quỷ nó cám dỗ như vậy thì thật là uổng. Cái Tết ở bên Mỹ khác cái Tết về Việt Nam á, bên Việt Nam mỗi lần mà đánh bài Tết tới mà đánh bài là phải hơn thua. Ngô Kỷ là ai mà Ngô Kỷ nói trên livestream là Thu Xanh là tinh. Vậy Thu Xanh tinh Ngô Kỷ là Thu Xanh tinh Mã Tú Linh, tùy bạn lựa chọn nha. Từ tùy các bạn chọn cho mình một cái con đường và một cái người nào đó trong lòng của mình. Còn nhưng mà chỉ là nghe không, hãy là tìm hiểu thêm ha. Thu Xanh cứ từ từ tìm hiểu thêm. Cái Tết ở bên Việt Nam mỗi lần mà đánh bài đó là đánh cho bằng được, đánh để mà hơn thua, đánh để mà kiếm tiền. Trong cái mùa Tết này, nhưng mà bên Mỹ á, thì đánh bài cũng có, nhưng mà đánh cho vui. Giống như ngày hôm qua mẹ với mã với mấy chị em chơi đánh bài ngồi muốn gãy còng lưng luôn, cuối cùng ăn được 2 đồng. Trời ơi, cái đó là cái chính là mình đánh bài để mình ngồi lại với nhau, để mình có thời gian mình hàn huyên, mình ôn lại những cái kỷ niệm mà từ thuở ấu thơ, từ nhỏ mà không có giận. Mà chỉ giải thích cho Thu Xanh nghe thôi chứ mà không có giận, đã nói rồi sáng nay nói với Chúa là mà không có giận. Xong rồi đó là chúng ta là mình chơi đánh bài để mình ngồi mình thấy mà vui lắm nha, người nào cũng già cả rồi mấy chục năm rồi, bây giờ đánh lại bài Tứ Sắc, lần đầu tiên đánh lại bài Tứ Sắc qua nhiều năm, cứ ngồi trầm hâm giống như vậy nè. Cái con gì vậy, con gì vậy? Mỗi lần mà ra con mã thì mẹ lại nói một con mã tiểu linh. Mỗi lần á mà ra con sỉ thì mọi người nói con sỉ đỏ, rồi con xe xanh, nó chơi chơi thôi cho vui thôi mà ơi, mà biết chị Tuyết Cao mà biết mà. Cho nên rồi cái tới hồi mỗi lần ra con mã, cái mà thích ra con mã lắm, mọi người nói con mã cái là con mã tiểu linh, thêm một con mã tiểu linh nữa rồi. Mà nó chơi là cười vui lắm. Thì rằng mà thấy rằng hai cái Tết, mà cái Tết ở bên Việt Nam là nhiều sự lo âu đến với cho người dân, còn cái Tết của người Việt sống ở nước ngoài là một cái cơ hội để tụ tập lại, mà để mà chia sẻ những yêu thương, những cái gì mà mình bực dọc, mình giận hờn trong một năm qua đó là gần như là lấy cái ngày Tết là làm cái ngày chính, là bỏ hết những cái sự buồn phiền đó. Cho nên là mọi người đó là hai cái Tết, mà ngay cả sau cái Tết thì mọi người ở bên Mỹ này cũng trở lại cuộc sống rất là bình thường. Thứ hai rồi ai cũng phải đi làm hết, nó không có cái dư âm mà được, mà chị muốn đổi bao nhiêu mà đổi cho chị. Xong rồi á là chúng ta là phải đi, chắc phải mở kiếng ra.
Chắc phải mở kiến trà quá chứ thôi mấy người này bình luận mà thấy hồi nãy sáng này uống thuốc allergy chưa mà ngứa mũi vậy dữ người ta. Xin lỗi mọi người nha, tại vì cái lỗ mũi mà bị allergy đó. Cho nên mà muốn kể cho mọi người thấy để cái sự so sánh giữa giữa cái Tết Việt Nam và cái Tết Mỹ. Sau cái Tết ở bên Việt Nam á, là một cái sự dọn dẹp rất là mệt. Phải dọn dẹp rác rưởi, phải dọn dẹp là cái lợt cái cuộc tàn chiến để lại cho người dân Việt Nam của mình phải lo lắng, phải quan tâm. Rồi không biết ra Tết rồi, những ngày kế tiếp chúng ta phải sống làm sao, phải ăn cái gì, phải đi làm như thế nào. Còn cái bên Mỹ ngày hôm nay Tết đến rồi là một ngày hôm nay rồi qua ngày hôm sau thì trở lại cuộc sống rất là bình thường. Tại vì ai cũng có công ăn việc làm rất là ổn định. Người nào cũng phải rồi đưa con tới trường rồi về rồi cơm nước. Rồi phải là mấy người go ahead eat. Rồi chúng ta là phải là xin lỗi. Cũng phải lo buôn ba Việt Nam. Những cái ngày cuối Tết, nhân viên có một số nhân viên không nhận được tiền lương hoặc không nhận được tiền thưởng, rồi ra năm sang năm rồi chúng rồi ra năm ra Tết rồi là phải làm sao đây? Có những cái bài hát giống như là ra duyên anh cưới em nhưng mà trong trong năm chưa có nhận được lương thì ra duyên lấy tiền đâu mà cưới em? Rồi cuộc sống nó cứ phải xô bồ, nó phải lo lắng rồi những cái tai nạn xảy ra. Rồi thứ năm em mới đi làm thì Quỳnh Hương thứ năm đi làm có nhiều người là phải ngay cái ngày mùng 2 Tết là cũng phải là bôn ba lại rồi. Cuộc sống rất là khó khăn. Chứ không phải là đơn giản. Rồi mình coi lại những cái chậu hoa nha, giống như mình nhìn xung quanh nhà của Mã, ở bên đó một chậu hoa, bên này một chậu hoa, ở bên kia một chậu hoa, ở dưới là thêm hai chậu hoa, ở đằng trước phòng khách thêm hai chậu hoa nữa. Hoa bên này á, là mình mua, mình thấy đẹp thì mình mua hoa, mình trưng, chứ không phải là mình chờ tới đúng cái dịp Tết mình mới mua hoa trưng. Nhưng mà Việt Nam á, thì phải chờ tới ngày Tết mới mua hoa. Thứ nhất là do thời tiết nóng quá, hoa nó sẽ mau chết, mình phải tưới cây nhiều. Với con người của chúng ta đôi khi còn chưa có thời gian trải chuốt bản thân của mình nữa thì làm sao có thời gian này bản mà để mà trải chuốt tới hoa, nhưng mà biết ngồi ngắm một cành hoa. Cho nên là Mã thấy rằng tội những cái tiểu thương. Ngày hôm qua có mấy người chia sẻ với Mã về cái cây hoa bên Việt Nam mà những người bán hoa đó, thì khi mà họ nhận được những cái tiểu thương đó, họ phải liên lạc với cái những cái mà phân những cái công ty mà phân phối hoa để mà bán đó. Họ phải lấy hoa về, tại sao nói là ô cái chậu hoa đó bán nhân lên gấp 2, gấp 3 lần với số tiền vốn. Các anh chị em, nếu như mình làm một cái vấn đề gì đó mà mình làm mà mình không có kiếm lời, mình không có làm lời thì đi buôn bán hay là thương mại để làm gì, đúng không? Bây giờ các anh chị em nghĩ đi, mình đi vô một cái quán phở mình ăn, một cái tô phở, người ta sử dụng, người ta nấu một cái nồi phở như vậy tốn 3-4 tiếng đồng hồ đi. Nếu như mà ở nhà mà nấu cái tô phở đó trị giá có 1 đồng đô, thí dụ vậy. Mà khi mình đi vào cái tiệm phở mình ngồi ăn, tại sao mình không nói trời ơi cái tô phở này ở nhà nấu có 1 đồng mà vô đây ăn tới 10 đồng. Nó gấp tới 10 lần. Còn những người bán hoa là họ phải lấy hoa từ cái trung tâm phân phát hoa, rồi họ phải chuyển hoa tới cái chỗ mà dự định sẽ bán hoa, xong rồi ngồi đó phải trả tiền chỗ, phải trả tiền người cai quản, rồi phải ngồi đó chăm sóc hoa, phải thức khuya dậy sớm nguyên một ngủ luôn ở ngoài trời mấy ngày liền thì mới bán được những cái chậu hoa. Thì cái chậu hoa đó có nhân lên gấp 2, gấp 3 đó là cái chuyện dĩ nhiên. Thương mại, làm về thương mại kinh tế mà không làm lời thì buôn bán cái gì? Mấy người đó tự nhiên đem hoa ra mua 1 đồng rồi ra đó ngồi nguyên ngày 2-3 ngày sau bán là 2 đồng để bán giúp vui văn nghệ cho chương trình hay sao? Miễn phí à? Đâu có được. Chưa tính tới là hoa bán không được, rồi chưa tính tới là phải tiền chuyên chở hoa trở về lại, chưa tính những cái tiền mà đóng tiền phạt hoặc là tụi công an nó đi ra đi vô nó xin bánh mì, nó xin tiền lẻ. Chưa tính tới những cái hoa mà nó cạnh tranh, cái thằng bên kia hoa cũng giống như mình mà nó giảm giá, nó tăng giá để nó cạnh tranh với hoa của mình. Rất rất là nhiều cái kinh phí, chi phí nhỏ của các thương mại bán hoa mà chúng ta không có nhìn thấy hoặc chúng ta không có muốn quan tâm tới. Nhưng mà chỉ nhìn có một cái chợ chậu hoa mà tăng lên gấp 2, gấp 3 lần cái giá vốn thị trường. Giá vốn thị trường ở đây là gì? Bán hoa là phải làm lời, dĩ nhiên bán cái gì cũng làm lời hết. Ở bên Việt Nam bán cái thứ gì cũng làm lời hết, bán nước mà nó còn làm lời được mà, đúng không? Nói gì là bán hoa. Nhưng mà mình nói một cách là mình phải khách quan và mình phải rộng lượng để mình nhìn thấy cái đó là cái vấn đề. Tại sao mình có quyền cho người khác buôn bán làm lời mà mình không cho quyền những người bán hoa họ được quyền làm lời? Và mua hoa hay không là cái quyền của mình, chứ đâu có ai cấm, đâu có ai bắt buộc mình chỉ xuống biểu là mình phải đi mua hoa. Nhưng mà mình phải giống như là rộng lòng ra một chút xíu. Tại vì đừng có chờ tới ngày 30 Tết. Có một số anh chị em phải chờ tới 30 Tết mới ra đó để mà xin hoa, hoặc là
xin hoa hoặc là trả giá ép hoa rất là rẻ để mà mua hoa về. Mã hiểu được có một số anh chị em là tại vì nghèo, không có tiền, những người giàu họ mua hoa trước và sử dụng họ chơi. Hoặc có những người mà trả cả 100 triệu để mà mua những cây hoa. Mã nghe có tới những cái trường hợp giống như vậy. Nhưng mà cũng bên cạnh đó có những người nghèo không có tiền để mua hoa nên họ chờ tới ngày cuối 30 họ mới ra mua hoa. Thì những cái trường hợp đó là không có tính tới, là không có nói tới. Chung quy lại là vì cái xã hội này. Vì cái nhà cầm quyền Việt Nam đã không có khả năng làm cho dân giàu nước mạnh, cho nên mới xảy ra những cái tình trạng mà bán hàng hoa mà phải tranh giành giật nhau rồi cuối cùng phải đập hoa chết. Các anh chị em có lẽ là các anh chị em nghĩ chắc Mã Tử Linh bị khùng rồi, mỗi ngày cứ phải nói mãi có chuyện hoa, nhưng mà thật sự trong lòng của mình chịu không có được. Mã đã thấy, đã từng nâng niu những cái hoa lên, những cái lá nhỏ, đối với Mã nó là sự sống các anh chị em. Hoa là sự sống, tại sao chúng ta phải bỏ thuốc, bỏ công, bỏ sức ra để nuôi nấng những cây hoa rồi chúng ta lại chính vì những cái đồng tiền rất là nhỏ mà chúng ta đành lòng đập chết nó, bẻ gãy nó, quăng nó ra sống. Nó đang sống, đang tươi tốt. Có bao giờ các anh chị em có nghĩ tới một cái ngày nào đó, thí dụ như bản thân mình là hoa, hoa nó có sự sống, nó cũng có biết vươn cành, biết hoa nó có suy nghĩ không? Mà nghĩ chắc nó có đúng không? Tại vì nó là sự sống mà. Tại vì sao? Nó biết tìm tới, nó biết nhìn nhận đâu là ánh sáng mặt trời. Để các anh chị em thử nha, trồng một cái cành hoa trong một cái phòng nào đó, một cái bên tối và một nơi có ánh sáng. Mã bảo đảm cái lá nó sẽ cố gắng vươn theo cái chỗ mà có cái ánh sáng chiếu vào, và từ từ cái chỗ mà có cái ánh sáng đó là cái lá nó cứ đi nghiêng về đó để mà tìm cái ánh sáng. Tới những cái cây hoa giống như vậy mà nó vẫn cố gắng sống và tìm tới ánh sáng, tìm tới những giọt nước để mà nó nuôi cái bản thân của nó. Tại sao chúng ta vì những đồng tiền rất là nhỏ mà chúng ta đập chết hoa, bẻ gãy hoa, đập tan nát hoa như vậy mà chúng ta đành lòng? Cũng vì cái chữ tiền thôi. Nếu như nói rằng không đập thì người khác tới lấy, không đập thì người khác tới. Nó vấn đề ở đây không phải là người khác tới lấy, không phải là người ta tới cướp hoa hay là xin hoa, mà vì đồng tiền, vì chúng ta bán không được. Cái gốc, cái nguồn, cái gốc ở đây cũng là vì những đồng tiền lớn, đồng tiền nhỏ mà chúng ta đành lòng đập chết hoa. Có bao giờ cảm thấy rằng hoa nó sống ngày hôm nay, nó nằm ở trong tay mọi người trong cái vườn hoa như vậy mà nó lo lắng không biết rồi cái cuộc đời của nó sẽ dài hay sẽ ngắn, ngày mai hay ngày mốt nó sẽ là người được người ta mua đem về nhà nâng niu, hay nó sẽ là một trong những cái bông hoa xấu số khác phải nằm lại với bao nhiêu người khác trong họ hàng của nó để bị thấy đập nhau, bẻ gãy ngay trước mặt nhau, rồi cuối cùng quăng xuống dưới hồ hoặc là để nằm đó phơi xác, rồi tối hôm sau là những người cái gì lao công lại dọn rác, những người lao công lại dọn rác để bưng hoa đó đi đổ, thì có phải tội nó không? Liệu hoa nó có còn muốn làm một cái kiếp hoa nữa không? Có phải đời hoa lúc nào cũng phải bị vùi dập như vậy mới làm vui lòng mọi người? Đó là những cái có thể là các anh chị em phải sử dụng cái trí tưởng tượng một chút xíu khi mà Mã giải thích tới cái vấn đề đó. Nhưng mà đối với Mã nó là sự sống, những cái hoa đó là sự sống, những cái cây hoa mà mình thấy nó ọp ẹo, mà kể cho các anh chị em nghe nha. Ở bên Mỹ này á, có một cái mùa, nhất là cái mùa xuân sắp tới này nè, là các anh chị em sẽ thấy khi mà đi ra những cái chợ bán hoa đó, nó có những cái cây hoa hồng. Tại bên này là nó có bốn mùa rõ ràng, xuân hạ thu đông, mà tới mùa đông đó là những cây hoa hồng nó sẽ không có sống được, lạnh quá, tuyết phủ nó sẽ chết, thì người ta phải cắt ngọn, phải cắt những cái hoa hồng đó xuống tới tận gốc. Có lẽ bên Việt Nam muốn chơi hoa, những người chơi hoa họ đều sẽ làm giống như vậy, họ cắt hoa tới tận gốc rồi họ để cho hoa ngủ. Rồi sang năm tới mùa xuân thì hoa nó sẽ nở mầm và nó mọc hoa lên lại. Giống như những cái cây hoa anh đào, các anh chị em cũng sẽ thấy mùa thu tới, nó rụng trụi lá, nó không còn cái lá nào nữa hết á. Nhưng mà tới mùa xuân nó bắt đầu nó đâm chồi, rồi mùa hè nó lại nở hoa lên lại, mùa đông thì nó đi ngủ, mùa thu thì nó rụng lá. Nó là bốn mùa rõ ràng như vậy. Cho nên nó là một lần nữa, nó là cái sự sống. Mà có một cái chợ đó tên là Kmart, các anh chị em ở bên Mỹ là điều người nào cũng biết là cái chợ Kmart hồi xưa đúng không? Thì sau đó đó, có một cái lúc mà cái mùa xuân tới đó, có người ta bỏ hoa ra nhiều lắm, người ta bán hoa. Thì trong khi bán hoa đó, những cái cây hoa mới, những cái cây hoa đẹp đầu tiên được nhiều người mua lắm. Đây là cái câu chuyện thiệt mà kể cho mọi người nghe. Thì họ mua hết hoa rồi, còn lại những cái cây mà ốm eo ọp thì chúng ta đi mua hoa, mà chúng ta cần hai cây hoa thì ra mua hai cây hoa về trồng. Chúng ta lựa những cái cây hoa nào có lá tươi tốt và đã đâm chồi rồi, còn những cái hoa yếu yếu một chút xíu mình không muốn mua, tại giá tiền nó vẫn bằng nhau, nó định giá là như vậy. Có đi vào chợ A thì cũng mua một cái hoa 15 đồng, có đi qua chợ B thì cái hoa nó cũng 15 đồng, nó không có phá giá,
tùy chúng ta lựa chọn cái tiệm nào mà nó thuận tiện nhất trên con đường của mình đi để mà mình ghé mình mua. Mà chúc tất cả mọi người sức khỏe. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng vào cho Mã Tử Linh. Và rất rất là nhiều câu hỏi hỏi rằng là chứ cái Tết ở bên Mỹ nó có vui như cái Tết ở bên Việt Nam hay không, và cái Tết như thế nào, chị có thể so sánh cho em nghe, cho em hiểu được hay không? Tại vì có lẽ suốt cuộc đời này em cũng sẽ không có cái dịp để mà đi ra nước ngoài, để mà đi qua bên Mỹ hoặc qua Úc, qua Pháp để mà đón nhận một cái Tết xa hương, một cái Tết mà xa quê hương, một cái Tết viễn xứ, thì nó khác cái Tết Việt Nam như thế nào. Cho nên là Mã sẽ chia sẻ với các anh chị em cái Tết bên Mỹ nha. Mã biết trước hết mà nói về cái Tết ở bên Việt Nam, Mã chỉ kể lại những cái gì mà Mã có thể nhớ được, hoặc là Mã nghe được, hoặc là Mã coi trên Facebook. Đó là cái Tết ở bên Việt Nam, mọi người ba cái ngày Tết đó là chủ yếu là ăn, ngủ, đi ra đường chơi, đi mặc áo đẹp để mà đi lì xì, đi nhận lì xì, hoặc là đi lì xì cho người, cho em bé khác trong gia đình của mình. Mà chính chủ yếu là ùng ục ra ngoài đường để mà tạo những cái chuyện mà kẹt xe, tại vì ai cũng đi hết. Mà mình nghĩ lại cái Tết ở bên Việt Nam, hình như là trong ngày cũng đi, trong những cái ngày bình thường cũng đi, Tết thì đi nhiều hơn, cho nên là nó tạo ra sự kẹt xe. Riêng cái Tết ở bên Mỹ á, lỡ ra đường các anh chị em sẽ thấy nó vắng hoe à, nó không có ông ma nào đi ra ngoài đường hết trơn á. Tại vì người người ở bên Oregon buồn lắm, bên Võ. Thật ra không phải là buồn, tại vì chúng ta nghĩ rằng ồ cái không khí Tết, mà tại sao trời ơi, cái người này cứ nhắn tin phá Mã hoài. Chờ Mã chút nha, Mã đang livestream, đừng phá. Đừng phá. Chờ Mã chút nha bà con. Cho nên Mã mới nói rằng là cái Tết ở bên này á, nó đi ra đường á, nó vắng hoe. Giống giọng bà chị à. Ở ra đường nó vắng hoe à, không có ai hết trơn á, là tại vì người ta lấy cái Tết là những cái ngày nghỉ để mà spend time, là gặp nhau với gia đình. Các anh chị em sẽ thấy những bữa cơm của gia đình ngồi chung lại với nhau, trong đó sẽ có bánh chưng, bánh tét, bánh ú, hạt dưa, mứt dừa, thịt tàu, thịt kho tàu, hoặc là những cái món mà ngày thường chúng ta không ăn. Nó không phải là bên này không có khả năng mua để làm ăn, nhưng mà thịt kho tàu là một trong những cái mình nói rằng là nó mỡ nhiều quá, cho nên chúng ta tránh bớt để không có bị cholesterol. Và những cái món ăn mà chúng ta không có thời gian nhiều, nếp cũng là thứ làm mập, thịt thà, cái thứ gì bên này cũng làm mập hết. Nhưng mà muốn chờ tới cái ngày Tết mới ngồi xuống ăn là tại vì muốn có nhớ lại, gợi lại cái kỷ niệm của cái Tết Việt Nam của mình từ hồi xưa nó như thế nào. Đó là một cái phong tục cổ truyền mà chúng ta cố gắng gìn giữ. Cho nên các anh chị em của chúng ta sẽ thấy những cái Tết giống như vậy, nhưng mà nó không có cái chuyện mà ùn ụt nhau đi ra đường. Cho nên bên Việt Nam càng kẹt xe bao nhiêu thì ở bên Mỹ càng vắng hoe bấy nhiêu. Đi ra đường sẽ không có một người nào hết, mà sẽ có tụ tập là ở những nhà gia đình, về với gia đình, con cái ở đâu xa về với cha mẹ ở chỗ nào xa về lại với con cái, lấy một cái địa điểm chung, một cái địa điểm gần nhất chung lại với nhau để mà cho tất cả mọi người cùng tụ họp và lặp lại, gặp lại đó. Người lớn sẽ lì xì cho trẻ em sẽ lì xì cho người trẻ em sẽ lì xì cho, không phải là trẻ em mà con cái, ông bà sẽ lì xì cho con cháu, rồi con sẽ lì xì cho cha mẹ. Nó đi ngược lại như vậy, chứ không phải là cứ phải là người lớn là phải lì xì xuống nhỏ, mà người nhỏ đôi khi phải là chúc lộc chúc phúc cho cái người lớn ở đầu năm. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai nữa là ở bên Việt Nam, đúng ra Tết ở bên Việt Nam thì sẽ có đốt pháo, nhưng mà vì nhà cầm quyền Việt Nam cấm người Việt ở bên đó đốt pháo, cho nên nó ngược, nó lại khác là cái Tết ở bên Mỹ lại được đốt pháo. Sáng nay ngoài nhà thờ của mình đốt pháo rất là vui, nghe nổ giòn tai lắm. Tất cả những cái chỗ mà có những các chương trình văn nghệ giữ truyền thống văn hóa này nọ là chúng ta sẽ có những cái băng pháo nổ nghe rất là giòn tan. Đó là hai thứ khác nhau. Cái những cái khác nhau là thêm cái thứ ba khác nhau, bên Việt Nam tai nạn càng nhiều bao nhiêu thì bên Mỹ những ngày Tết không có tai nạn, tại vì ở trong nhà không đấu đi ra đường làm sao có tai nạn được các anh chị em. Mà những cái ngày đó rất là cái ngày, rồi những cái ngày Tết ở bên Việt Nam là những cái ngày mà người dân sẽ bị stress, người dân sẽ bị căng thẳng, là tại vì cứ phải lo cái chuyện này, cứ phải lo chuyện kia, người này tới. Mà mắc cười nha, mà nhớ nha, có nhiều cái gia đình ha
Thí dụ ngồi chờ, trời ơi sao mùng 1 rồi chưa có thấy ai tới đập đất, mong cho người nào tới đập đất, mà tới đó cái người tới đập đất thì mình là không muốn. Mình nói trời ơi cái con nhỏ này đập đất xui quá à, chắc cả năm này xui chết luôn á. Rồi bắt đầu là ngồi chửi rủa, nguyền rủa cái người nào đập đất đó mà không có như ý của mình muốn. Hoặc là nói rằng ủa sao ngày hôm nay mùng 2 rồi không có ai tới thăm mình. Nhưng mà tới khi người ta tới thăm rồi, trời ơi nó ngồi nó thăm gì mà nó dài nó dai nó dai, nó không chịu bỏ đi để cho người khác tới thăm. Rồi trời ơi cả ngày này có bao nhiêu người tới thăm mệt quá luôn. Cho nên là sẽ không có gặp, không có được cảm thấy thoải mái. Là bên Việt Nam là lúc nào cũng bị stress. Còn bên Mỹ thì ngược lại, cái Tết thì lại rất là vui, ai tới thăm cũng niềm nở, ai tới thăm cũng vui vẻ. Bên Việt Nam là phải chờ tới cái ngày Tết để mà mặc được cái áo mà mình thích nhất, để mà chạy tung tăng ra ngoài đường, để trẻ em, để mà nhận được quà, hay là để mà đi khoe những cái chiếc áo mới. Cảm thấy rất là thương. Tại vì cả năm không có khả năng để mà mua được những cái áo đẹp. Hoặc là rất là hiếm khi ở trong năm mà mình thấy một cái em nhỏ nào đó ở nông thôn mặc một chiếc áo dài đi lang thang trên con đường làng, hoặc là một cái em nào đó mặc một cái áo đầm màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh rất là có kim tuyến, long lanh, lóng lánh sương mai đi lang thang trong ở đi trao ngoài đường, thì người ta sẽ nghĩ rằng trời nhỏ này nó bị gì vậy. Tại vì ngày thường không có lúc nào cũng là quần đùi áo thun, có thể là do thời tiết nóng, có thể là các em quá là cằn cỗi, khó khăn, mặc dù tuổi rất là nhỏ nhưng mà phải bươn chải trong cái cuộc sống này để tìm cái miếng ăn qua ngày. Cho nên cái sự mà ăn mặc ở ngoài, trang trí ở ngoài con người của mình, trang điểm ở ngoài con người của mình nó không có đối với các em. Cho nên khi mà thấy ra đường mà thấy một em nào đó nhỏ nhỏ mà mặc một cái áo mới, mặc một cái quần mới là nghĩ rằng ủa đi đâu vậy, chị đang đi ăn đám cưới hả, đang đi sinh nhật hả. Cái người Việt của mình nhìn áo quần để biết rằng cái người đó đang đi đâu, hình như là chị đang đi đâu. Chỉ phải là đang đi đâu thì phải mặc những cái bộ đồ đẹp, còn nếu như mà không có đi đâu thì mặc đồ rất là bình thường. Nó khác với tuổi trẻ ở bên này, gần như ngày nào cũng có thể mặc đồ mới và mặc đồ đẹp được hết á. Từ đi học tới đi nhà thờ hoặc là đi chùa, đi qua nhà bạn. Bé Phụng, bé Phượng ở nhà nói ô mẹ ơi cho hôm nay cho con qua nhà bạn chơi. Nó ok con. Thì cũng có thể mặc đồ rất là đẹp để mà đi chơi. Những cái bộ đồ đẹp để mà trang trí trên con người của con cái của tuổi trẻ ở bên Mỹ này rất là bình thường. Bình thường tới một mức độ chẳng còn có thắc mắc để mà hỏi con đang đi đâu vậy, con đang mặc đồ để mà đi đâu vậy. Tại vì những cái bộ đồ mới đó, và các em cũng không phải chờ tới ngày Tết, không phải chờ tới ngày Giáng sinh thì mới có được một cái bộ đồ như ý, mà có giải thích cái điều đó trước với các anh chị em rồi. Chúng ta đi làm ở bên Việt Nam nói là làm một năm để mà ăn tiêu 3 ngày Tết. Tại vì sao phải làm một năm để mà ăn tiêu 3 ngày Tết? Có phải là tại vì một năm mình làm khó khăn cực khổ quá mới mong đủ tiền để mà tiêu 3 ngày Tết? 3 ngày Tết là phải có thịt heo, nhâm nước mắm, phải có bánh chưng, bánh tét, phải có những cái đồ ăn mà những cái ngày Tết là phải ăn. Còn không ăn thì không có cái hương vị của ngày Tết. Cho nên phải ráng cố gắng làm để mà đủ dành dùm để mà xài 3 ngày Tết. Nó khác với lại bên Mỹ này á, là 3 ngày Tết á, là bên này ngưng ăn đi con. Con ăn cái đó, ngày hôm qua má ăn bánh bột lọc với lại má ăn xôi rồi bánh chưng rồi này nọ, là mẹ cứ đi theo. Con ơi, đừng có moi cái cục mỡ trong cái bánh chưng đó, mập đó. À đúng ha, nó mập nó nhớ. Mấy người cứ đánh phá mã, nói là cái con mã là mập nè, là dú xệ cũng có nè. Xin lỗi nha, cái này là mã nói thiệt, mọi người đang chửi mã thôi. Là chân ngắn con khúc nè, mặt thì tròn vo như cái mâm, rồi... răng thì xiết, mắt thì lé, mũi thì lồi. Trời ơi, mã xấu giả mang con ngang luôn. Mã tả con heo, mã thấy nó còn đẹp hơn mã nữa. Thì thôi, mã xấu xí mà quê mùa cục mịch mà chân đi gánh nước, hoặc là cái tướng mà nó thô, thì mã đâu có cái gì đẹp để cho các anh chị em phải ganh tị đâu. Mà cứ phải cả ngày chửi rủa mã như vậy, có phải là khổ thân mấy người hay không? Phải đi kiếm hoa hậu, hoa khôi rồi chửi nó chân dài rồi vú căng rồi này nọ, đi chửi mấy cái đứa đó. Chứ còn mà chê mã từ đầu tới cuối, sỉ nhục mã không còn một mảnh nào hết, con heo mã thấy vẫn đẹp hơn là mã nữa, thì mắc cái mớ gì mà có phải đi soi mói mã hoàng chi vậy? Tội nghiệp cặp mắt của mấy người. Để cặp mắt đó, con mắt là trời cho ban để nhìn những cái gì
gì đẹp đẽ, còn những cái gì xấu thôi bỏ qua đi, con Mã Tử Linh nó xấu dã man luôn. Và hãy che đi những cái lời hay, có trời ban cho mình, Chúa ban cho mình có đôi tai để làm gì, để mình nghe những lời hay, những chữ đẹp, để mà mình sàng lọc những cái kiến thức. Còn Mã Tử Linh nó tầm lam, ba xàm, ba nháp thì thôi đừng nghe nó, phải không? Cứ thấy mà tên Mã Tử Linh tránh ra, đừng có để ý tới nó, đừng có PR cho nó. Còn mấy người càng chửi Mã Tử Linh, còn nói tự nhiên mấy người nói thắc mắc, ồ Mã Tử Linh là ai, Mã Tử Linh tại sao lại người ta nói Mã Tử Linh như vậy, thì lại tự nhiên các chị em lại vô tình mà nâng bi. Việt Nam nó mà không có bi, nhưng mà mấy người nói là ở Việt Nam gọi là nâng bi đúng không, thì tự nhiên tân bốc Mã lên làm gì. Cho nên Mã chia sẻ cho các chị em để biết rằng là cảm ơn Rose Dan. Cho nên là đừng có vô tình, Mã chỉ cách mấy người hại Mã cho đừng có mất công, đừng có mất công mà lên trên Facebook nói Mã vậy, thì tội cặp mắt của chính mình, tội cái miệng của mình, tội cái lỗ tai của mình phải nghe những lời nói như vậy, nó rất là ác nha. James, cái đó là chị nghe nói, chị nói lại thôi. Còn nói rằng ôi giọng Mã có vấn đề hả? Ok, bây giờ mà nói có cái giọng của Mã sao? Thật ra giọng của Mã không có vấn đề. Từ hồi nào tới giờ giọng của Mã sinh ra lớn lên nói giống như vậy, tại vì các anh chị em nghe không có quen. Từ hồi nhỏ tới lớn, tại vì nghe bà ngoại, nghe ông nội cứ ngồi đó coi tivi, đi ngang qua thấy mấy người nói, thì tự nhiên nó ở trong cái lỗ tai của Mã thôi. Chứ cái giọng nói của Mã đâu có phải là tự nhiên mà nó Mã cố tình chọc mọi người để làm cái gì chứ. Mấy người không thích thì đừng có nghe Mã nói. Đó là những cái rất là bình thường. Mã giỡn chơi để cho các anh chị em thấy rằng cái giọng nói không là cái gì hết. Mã có thể nói tiếng Huế, Mã có thể nói tiếng Bắc, Mã có thể nói tiếng Hồng Kông. Tiếng gì mà các anh chị em cảm thấy vui, các anh chị em muốn nghe thì Mã sẽ nói. Muốn Mã đọc bài theo tiếng của Hồng Kông. Ở ngoài trời nắng đang lên đó, hôm nay nhiệt độ là 42. Bây giờ mình nói qua tin tức mà bằng giọng của Hồng Kông ha. Nói là giọng Ba Tàu, giọng Ba Tàu thì cũng đâu có sao. Giọng Ba Tàu mà chị ngồi chị nghe, chị thích nhất. Tất cả hồi năm 90 các anh chị em nghĩ đi, ở bên Việt Nam có người nào mà không coi phim Hồng Kông? Coi phim Hồng Kông chứ thật là nhiều, thích cái giọng nói của Mã. Bây giờ nói là đi đánh Trung Quốc, đi đánh Tàu, chê ba cái giọng nói của Mã hả? Không có sao đâu. Nhưng mà như vậy là không có công bằng. Đánh là phải đánh Trung Quốc, đánh là đánh con người, đánh cái sự suy nghĩ ma giáo. Chứ còn mình đi đánh giọng nói thì có chết được ai đâu. Mã nói tiếng Miên hả? Cái thằng mắc dệt dám nói Mã nói tiếng Miên. Cho nên là Mã nói giọng phim Hồng Kông. Không có sao hết. Chúng ta cần phải sáng suốt. Chúng ta cần phải thông minh trong cái cuộc mà nói về truyền thông, nói về chia sẻ bài vở. Oh my gosh, bạn. Cho nên là chúng ta phải đánh là đánh đúng. Còn đánh sai là vô tình chúng ta đánh chính chúng ta, chứ không có ai đánh ai được hết trơn á. Chúng ta tự khi mà mình đánh sai là mình thể hiện cái sự ngu của mình ra thôi, đúng không? Thí dụ như nhiều người chửi đài SBTN. Đài SBTN là của Trúc Hồ, Trúc Hồ là Việt Giang, Trúc Hồ là này, Trúc Hồ là này, vậy xin lỗi nha. Lý do tại có nhiều người nhắn tin cho Mã nói như vậy nè. Cái bà đó chửi Mã như vậy đó, cái ông kia chửi Mã nhiều lắm, tại sao Mã không có lên tiếng? Tại sao mà phải lên tiếng? Ở trên cái cuộc sống, ở trên cái trang Facebook này á, mà cứ mà một cá nhân đi đánh một cá nhân, rồi mình phải đi giải thích của cái cá nhân đó, thì mình không còn thời gian để mình chống cộng nữa. Vấn đề vừa rồi Mã nói tới Lan Chi Hoàng là tại vì cô đó đánh về, nói về Việt Khang, cô chê trách Việt Khang, cô nói những bài nhạc của Việt Khang, cô nói về Trúc Hồ. Đó, Mã, theo Mã, đó là cái công cuộc chính. Đó là cái công cuộc chính và Mã bảo vệ Việt Khang bởi những cái bài hát bất hủ của Việt Khang. Còn nếu như bà muốn đánh cá nhân của Mã hả, Mã ngồi yên cho bà đánh không sao hết trơn á. Những cái chuyện đó nó rất là nhỏ. Mình phải biết, còn đi đánh SPTN mà các anh chị em cứ nghe, chỉ nghe một chiều rồi đi đánh SPTN. Trong khi SPTN, ủa nếu như mà họ là Việt Giang thế thì tại sao họ làm quá nhiều cái chương trình gây quỹ để giúp các thương phế binh ở bên Việt Nam. Mấy trăm ngàn người phương thế binh ở bên Việt Nam phải mang ơn của chương trình SPTN, phải mang ơn Trúc Hồ. Những cái người thương phía bên ở bên Việt Nam, ai là người nuôi, ai là người mỗi tháng gửi tiền, ai là người mỗi năm chăm sóc, ai là mỗi người có đóng góp để mà giúp những cái chương trình cảm ơn anh, những cái chương trình thương phía bên để giúp đỡ các thương phía bên do bên trung tâm Asia hoặc là SPTN làm để thực hiện, để giúp những người thương phía bên như vậy, thì chúng ta tại sao không nhìn thấy cái kết quả đó?
chúng ta không nhìn thấy cái thực tế mà những người khác đã cố gắng cố công để mà đấu tranh, để mà giúp đỡ cái vấn đề đó, mà chúng ta chỉ nghĩ là ô tại vì nhạc sĩ Trúc Hồ là lợi dụng Việt Khang này kia. Nó là một cái sự là làm lợi cho cả đôi bên. Em đeo kiếm đẹp quá. Cho nên là nó làm lợi cho cả hai bên. Thí dụ như là nói là Việt Hàn với lại Trúc Hồ là dựa dẫm nhau. Ủa, thì có dựa dẫm nhau thì cũng đâu có xa đâu. Họ dựa dẫm nhau để thăng tiến trong cái cuộc sống này, dựa dẫm nhau để phục vụ thêm cho cái cộng đồng này, dựa dẫm nhau để đưa cái tiếng hát của mình bay cao hơn, những tác phẩm, những ngôn ngữ của mình. Trúc Hồ bị đuổi ra khỏi Asia. Biết thì nói, Thúc Xanh đừng có nói bậy giống như vậy. Tiền chút tuổi của anh đâu hả? Nằm ở đây nè. Tiền chút tuổi của anh đây nè. Khổ quá, đòi tiền hoài. Chút nữa gửi lên nha, chút nữa mai email qua cho anh. Anh Paul JC ở cách mã 4 tiếng hả? Nếu như vậy mã email anh cỡ 2 phút thôi là anh nhận được nha, anh Paul JC. Cho nên là chúng ta phải đừng có nghe những cái lời đồn đại, mà chúng ta phải thực sự tìm hiểu và gần gũi với cái người mà mình muốn đánh phá. Còn nếu như người ta đánh phá mà mình không có hiểu thì tốt nhất là mình nên đứng xa. Tốt nhất mà cái người Việt của mình hãy thử đi. Hãy thử qua một cái năm mới chúng ta có nên nói, nhưng mà vì không muốn nhà cầm quyền Việt Nam biết được mình là tên thật là gì, các anh chị em lấy tất cả những cái nickname không có ăn nhầm gì tới tên của mình hết, giống là sương buổi sáng, rồi cỏ buổi chiều, hoàng hôn màu tím, hoặc là những cái giống như là hộp dịch lộn, nước mắm mùa thu, thì những cái tên giống như vậy, hoặc là có những cái giống như thí dụ nha, Lan Nguyễn hoặc là Trí Nguyễn, tên của hai bạn mới pop lên trong cái livestream này của Mã chào Lan Nguyễn với là Trí Nguyễn. Thí dụ như Lan Nguyễn, phía sau Lan Nguyễn nó có chắc là Lan Nguyễn hay không, phía sau Trí Nguyễn có chắc là Trí Nguyễn hay không, hay là Trí Nguyễn lại là Mai Nga, mà Mai Nga sẽ là Paul JC, mà Paul JC sẽ là Peter Nguyễn. We just never know. Cái tên nó tên trên Facebook chỉ là một cái tên mà thôi. Mà nghĩ rằng các anh chị em phải đủ khôn. Mà chào Hương Quỳnh, chúng ta phải đủ khôn, đủ nhận định, đủ sáng suốt để mà thấy được rằng, ủa, tại sao là mình phải đi, cảm ơn Văn Thành, tại sao mình phải đi nghe một cái người mà mình chưa bao giờ biết tên, một người nào đó đứng ra đánh phá một người nào đó trên cộng đồng, mà mình ung nhau, mà mình nghe con chào cha. Cha ơi, hôm nay con bóc được lọc hay lắm luôn nè cha. Ok, cho nên là Mã thấy rằng là mọi người mà đánh phá, càng đánh phá Mã. James hả? Tên của em là gì? Dì cũng đang suy nghĩ nè. Tên của em chắc là Nguyễn Mỹ Hữu. Cho nên chúng ta không có nên muốn đánh phá. Thí dụ như nha, Mã ít khi mà Mã chửi hoặc là lớn tiếng bất cứ một người nào. Nếu như anh chị em nào mà theo dõi livestream của Mã đọc cha nghe nào hả? Con đọc rồi, bây giờ con đọc lại cho cha nghe nha. Giáo sư Đức Mẹ Việt Nam, con bóc được cái này nha cha. Nói là con bóc được hai cái luôn mới ghê chứ. Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. Con rất là thích cái câu nói này. Hồi nãy giờ con cũng phân tích cái câu nói đó cho mọi người đó. Cho nên là con mới thấy rằng Thiên Chúa đã hy sinh rất là nhiều cho cái công cuộc này để mà chuộc lấy tội lỗi của anh em mình, chuộc lấy lại chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào làm nô lệ cho người phàm được. Chúng ta phải hết lòng phục vụ Chúa và chúng ta phải biết yêu thương nhau, yêu thương kẻ thù của mình như là chính yêu thương bản thân của mình vậy. Cho nên sáng hôm nay con đi lễ đã xin cầu nguyện tha cho con, Chúa cho con được cái sức mạnh để con không có còn bị cám dỗ bởi ma quỷ ở trong cái cuộc sống này, mà tha thứ cho những kẻ lúc nào cũng muốn đánh phá con thì không sao hết, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời. Các anh chị em biết không, giống như cái trong mấy ngày qua ở vừa rồi ở bên Mỹ này có một cái biến cố xảy ra, một cái sự việc rất là đau lòng. Có một sự việc xảy ra đó rất là đau lòng, đó là một thanh niên đã xả súng ở trong một cái trường học và giết đi 17, bị tử vong là 17 học sinh và bị thương 14 em. Thì khi cái sự việc đó xảy ra đó, mình đã từng làm cha, làm mẹ, mình có người thân, mình có người thương ở trong cái gia đình của mình. Những cái sự ra đi đột ngột, bất ngờ như vậy đã làm cho những người chúng ta nghe những cái tin như vậy xót xa, đau lòng. Mình không thể nào mình biết được trong cái cuộc sống này nó ngắn ngủi như thế nào. Mà nếu như chúng ta cứ sống mà cứ mãi đem hận thù để mà đánh hận thù, đem những cái mà
hơn thua, để mà đi so đo với hơn thua, thì chúng ta trong cuộc đời này chúng ta là hoàn toàn là thua. Thua chính với bản thân mình, không có biết buông bỏ những cái ma quỷ cám dỗ. Cho nên các anh chị em, chúng ta phải biết tha thứ, chúng ta phải biết yêu thương, giống như lời Chúa dạy. Chúa đã chuộc lấy lại chúng ta, Chúa đã hy sinh rất là nhiều để bị đóng đinh trên thập giá, để chuộc lại lấy tội lỗi cho chúng ta. Mà chúng ta nhẫn tâm gạt bỏ cái tình thương yêu của Ngài đó thì chúng ta không có nên. Cho nên mà mong các anh chị em của chúng ta, năm đầu cái năm mới bắt đầu lại, làm lại mới hết, xóa bỏ hận thù hết, không có ghét gì nữa hết. Hồi sáng nay lần đầu tiên sau khi mình cầu xin rồi thì mình đi ra ngoài con hát thức kinh tế hòa bình của Thánh Francisco. Con mà hát người ta bỏ đi hết, không có nghe livestream của con nữa đó, cha đừng có xúi dại. Cho nên là chúng ta là đúng rồi, trong cuộc sống này nó vô thường lắm. Và giống như là tự nhiên hôm qua hôm kia Mã nhận được tin của một người bạn của Mã. Hồi nãy giờ cái chị đó rất là mạnh khỏe, không có chưa bao giờ nghĩ rằng là chị bệnh hay cái gì hết á, mà chị nói là chị đau đầu. 2 tuần rồi Mã gặp, mà nói chị nói là chị đau đầu. Thì xong đó chị Mã cũng khuyên là chị đi bác sĩ đây này nọ đi. Bây giờ chị báo tin cho Mã là chị có bướu ở trong đầu, có thể là không có qua khỏi cái cuộc sống này, chị chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Qua những cái sự việc mà khi mà Chúa thương, Chúa gọi ta về, thì chỉ có những cái người sống còn lại mới là chịu những cái đau khổ này. Chứ còn mà người chết đi rồi thì hết. Các anh chị em mà có nguyện rủa, mong cho Mã chết sớm đi, không sao hết trơn. Mã chết sớm thì Mã được về sớm với nhà trời, Mã được phục vụ Chúa, đó là một cái ơn. Chỉ đau khổ là những người ở lại, những cái người nào mà chết rồi là hết. Chỉ đau khổ là những cái người ở lại phải tiếc thương, phải nhớ, phải những cái kỷ niệm mà mình không có cái người thương của mình ở bên cạnh để mà chia sẻ những cái kỷ niệm nữa, thì cái đó mới là cái đau. Còn mà chết rồi là cái tâm linh, tâm hồn của mình nó rất là bình an, chẳng có gì mà phải lo hết. Hương Quỳnh hát phụ chị ạ, cảm ơn em rất là nhiều. Cho nên Mã nghĩ rằng những người bạn của Mã, nếu như mà thương yêu Mã thì cũng đừng có quan tâm quá những cái lời mà đánh phá, chỉ là trước mắt là hãy tin tưởng ở Mã Tuyết Linh, tin tưởng ở Mã Tuyết Linh bằng những cái sinh hoạt mỗi ngày Mã Tuyết Linh chia sẻ với các anh chị em, bằng những đứa con rất là ngoan. Đó là những cái kết quả mà Mã Tuyết Linh đã bỏ công khổ công gầy dựng và giáo dục con của mình trở thành nên người. Tin tưởng vào cái cuộc sống mỗi ngày, các anh chị em thấy những cái bài viết mà Mã đã đọc, đã chia sẻ với mọi người. Chứ đừng có đánh giá một con người nào qua một cái giọng nói và bằng một cái tên. Cái điều đó là không công bằng các anh chị em. Đánh giá người ta bởi một cái tên. Cái tên ở trên cái đất nước, trên cái xã hội, trên cái cuộc sống này có cả ngàn ngàn triệu 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 tên. Các anh chị em có thể nào có được đánh giá trị của mỗi người bằng một cái tên hay không? Nếu như là tên giống như bạn này mới nhảy vô, tên là HT Nguyễn, thì giá trị của tên đó là cái gì? Hoặc là Văn Thành thì cái tên đó có giá trị như thế nào? Không lẽ mỗi cái tên có một cái giá trị của nó hay sao? Mấy người có đầu óc mà mấy người không có sử dụng như vậy thì rất là uổng. Cho nên mà mong rằng các anh chị em hãy sáng suốt, Chúa ban cho ta cái não, cái óc để chúng ta sử dụng đúng mục, đúng múc, chứ không phải là để mà đi theo, để mà ma quỷ nó che những cái sự sáng suốt và khôn ngoan của mình như vậy được. Như vậy rất là phí, rất là tội. Ok, bây giờ mà muốn chia sẻ với các anh chị em là, thí dụ như nói là ở cái Tết của bên Việt Nam với cái Tết Mỹ, hôm nay mình nói chuyện tào lao bí đao chút xíu nha. Mọi người hỏi rằng là cái Tết, ba đứa nhỏ nhận lì xì rồi chú Dung, cảm ơn chú Dung rất là nhiều. Cái Tết ở bên Việt Nam nó có khác với nhau với cái Tết bên Mỹ như thế nào? Thì bây giờ Mã chia sẻ cho các anh chị em nghe. Mã nhận được tin nhắn rất là nhiều, và cũng nhân tiện đây mà cảm ơn tất cả các anh chị em đã nhắn tin liên tục từ mấy ngày Tết nay, là nhắn tin gửi cho Mã những cái bông hoa, những cái thiệp, những cái chúc mừng, những cái lời chào, những cái thức dậy đi, thức dậy nhận lọc đi, những cái video clip nhỏ nhỏ rất là dễ thương, mà nhiều quá, đông quá, mà không thể nào có đủ khả năng để mà trả lời từng người một được. Cho nên là Mã chúc tất cả các anh chị em một năm mới coi như là thấm thoát là 4 mùa xuân hạ thu đông đã qua rồi ha. Thì chúng ta lại gặp nhau là bao nhiêu mùa rồi, bao nhiêu năm. Có những người bạn rất là lâu đã theo cái Facebook Mã Tuyết Linh, bạn từ ở bên Dolly Cool cho tới Mã Tuyết Linh cho tới bây giờ. Một số bạn trở thành rất là thân, một số bạn cũng rời bỏ mình đi vì những nguyên nhân gì đó thì tùy cá nhân của mỗi người thôi.
Thì Mã cảm thấy rằng ngày hôm nay là cái dịp Tết đầu xuân, Mã mượn cái livestream này để chúc tất cả các anh chị em ở trên Facebook của chúng ta, mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng mà chúng ta đã có những cái sự tương tác, nói chuyện với nhau qua livestream, nói chuyện với nhau qua những cái messenger, những cái lời bình luận thâm tình cũng có, nặng lời đối với Mã Tư Linh cũng có, không sao hết. Trong cái cuộc sống này á, có một cái câu nói người ta nói là đi nói là hột xoàn kim cương thì ít đúng không, nhưng mà sỏi đá đất sét thì nhiều. Đâu có thể nào mà mình đi ra ngoài đường mà mình tìm được gặp được kim cương ngoài đâu, mình ra đường là mình gặp sỏi đá, là những cái vật cản để trên, mà nhất là trên cái con đường đấu tranh của chúng ta thì sẽ có những người cản. Nhưng đối với mình có những cái câu nói mà nghĩ nó bất hữu, giống như là đánh giặc, giặc đánh thì dễ đỡ nhưng mà bạn bè người thân đánh thì rất là khó đỡ. Thì trong một năm có những cái chuyện vui buồn như thế nào thì Mã Tư Linh sẽ mượn cái livestream này để chia sẻ cùng với các anh chị em. Và trước hết thì chúc tất cả mọi người sức khỏe rất là nhiều, dồi dào sức khỏe gấp đôi của sức khỏe của năm rồi, tiền tài cũng nhiều gấp đôi với tiền tài của năm rồi, tất cả những niềm vui cũng gấp đôi nhân đôi lên so với năm rồi. Những cái gì mà buồn phiền bực mình không có happy ở trong cái năm cũ thì năm này gần không có nữa, coi như là bớt đi luôn, hoàn toàn là bớt đi luôn, bớt đi cũng gấp đôi. Mà không có biết phải chúc như thế nào nữa, tại vì ở chúng ta mỗi người ở mỗi nơi, mỗi thành phố, mỗi đất nước, mỗi tiểu bang nó có những cái sự khác nhau rất là nhiều. Thành ra cái quan trọng nhất mà mình nghĩ là cần thiết nhất là cái sức khỏe. Khi mình có sức khỏe thì mình mới làm được những cái chuyện khác. Và xin Thiên Chúa ban hồng ân cho tất cả các anh chị em của chúng ta có được cái sự sáng suốt để mà nhận định, để mà tiếp tục trong cái cuộc sống mà nhiều chông gai này. Ba cái mà chúng ta phải đối phó mỗi ngày đó là sự cám dỗ của xác thịt, sự ma quỷ, đánh phá của ma quỷ và cái thế gian này. Thế gian là những cái gì đó mà nó là tay sai, mình dùng cái chữ tay sai để cho ma quỷ nó có cái cơ hội để mà đánh phá mình. Cho nên là Mã mong rằng các anh chị em của chúng ta trong những cái thời gian qua, một năm rồi, không có phải ai cũng hoàn hảo, không có phải ai chúng ta sinh ra, nếu như mà nói rằng là chúng ta một ngay cả cái viên ngọc kim cương đúng không các anh chị em, ngay cả cái viên ngọc kim cương thì nó cũng đâu có phải tự nhiên được từ dưới lòng đất mà lôi ra là thành cái hột kim cương đâu. Nó chỉ là một cục đá rất là đen, một cục đá rất là cứng và xấu xí, nhưng mà phải qua những cái tay của những người thợ giỏi. Người ta phải mài, người ta phải cắt, người ta phải đun nóng, người ta phải làm rất là nhiều để mà nó trở thành một viên kim cương sáng như vậy trong cái cuộc sống này, để chúng ta được thưởng thức những cái nét đẹp của nó, để làm những cái trang trí ở trên người của mình đeo. Thì qua một cái quá trình, phải nói là qua một cái quá trình rèn luyện của hạt kim cương, chứ đâu có phải kim cương tự nhiên mà lấy lên từ dưới lòng đất nó trở thành kim cương. Nó chỉ là một cục đá mà chúng ta không có mài, chúng ta không có dũa, thì chúng ta không thể nào biết được đó là kim cương. Mà không có nói, ý của Mã nói rằng là trong mỗi chúng ta cái gì cũng vậy, là con người chắc chắn là sẽ có những sai lầm và những cái đúng và những cái sai. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng để mình sửa đổi, mình thấy được những cái sai của mình để mình sửa đổi, mình cầu tiến thì mới có cái sự phát triển được trong cái tư duy của mình. Còn nếu như mình cứ khăng khăng một mực, mình chỉ nghĩ rằng là mình đúng nhất ở trên trần gian này, thì cái người mà cho rằng là tôi hoàn hảo nhất thì con người đó sẽ không bao giờ là con người hoàn hảo. Hoặc là con người mà cho rằng tôi chưa bao giờ làm lỗi một cái gì hết thì con người đó chưa bao giờ làm được một cái gì có giá trị trong cuộc sống này. Tại vì không có làm lỗi, không có làm cái gì hết, không có làm một cái gì có giá trị hết thì làm sao có làm lỗi được, đúng không mọi người? Đó là những cái mà nghĩ rằng là đúng rồi James, em nói rất là đúng. Dòng ma quỷ hiện hình, càng ngày ma quỷ càng nhiều hơn nữa. Tại vì cái thế giới này nó cái khi mà nhất là những người Việt, mình không có nói những người sống ở nước ngoài, những người sống ở nước ngoài đôi khi mình cũng cảm thấy rất là buồn. Họ có những cái tư duy cổ hủ, cho là sống ở Mỹ, nói là ô tôi đã qua Mỹ từ lúc tôi 18-19 tuổi rồi, được trưởng thành, được lớn lên, được đi học cái văn hóa ở nước ngoài. Nhưng mà cái tư duy của cái người Việt của mình, một số người Việt của mình không có muốn phát triển. Cho nên cái bài thơ của cô Trần Thị Lam nói rất là hay: đất nước mình ngộ quá phải không anh, có người không có chịu lớn, bao nhiêu năm rồi có người vẫn không có chịu lớn. Cái tư duy ích kỷ, nhỏ mọn, ghen tuông lúc nào nó cũng có dằn vặt ở trong con người của chúng ta. Và
đó là một cái điều rất là buồn cho cái số người Việt của mình không có chịu nhìn nhận những cái xung quanh mình, không nhìn nhận những cái đức văn minh. Mắc cười lắm, sáng nay mà đi lễ cái của cái năm đầu tiên của ngày lễ, cái lễ đầu tiên của năm, thì mã lại không có cầu xin cho sức khỏe của mình, không có cầu xin một cái gì hết, nhưng mà lại cầu xin là xin Chúa cho con sức mạnh để con tha thứ cho những kẻ đang đánh phá con, để cho con và giúp cho họ có được bình an trong cái tâm trí của họ, tại con thấy họ tội quá. Thật sự những cái sự mà đánh phá Mã Tú Linh mỗi ngày gặp như cơm bữa, rất là quen thuộc rồi, chẳng còn cái gì lạ hết. Mà thương là những người họ cứ phải mỗi ngày họ phải nặng óc, họ phải suy nghĩ ra những cái gì nó mới lạ hơn để mà đánh phá mình, nhưng mà đánh phá thì cũng không có được. Tại vì với lại mình thương cho những cái người mà mình không biết rằng hồi sáng nay mã bóc được hai cái lọc nha. Một cái lọc nói rất là hay, cái lọc này nói giống như vậy nè. Sáng nay mã bóc được cái lọc. Cái lọc ở trong chùa nói là, trong nhà thờ nói là Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. Cái câu nói này mà thấy rất là hay. Chúng ta là những con người, chúng ta không nên Thiên Chúa đã hy sinh rất là nhiều để chuộc lấy lại chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào làm nô lệ cho người phàm được. Những cái người phàm đó cứ cả ngày cứ đánh chống cộng đâu không thấy, mà cứ thấy là chống cộng đồng và chống những người mà bất đồng chính kiến với Nhà Cộng sản Việt Nam. Như vậy thì được cái gì trên cái cuộc sống này? Nếu như nhiều khi mà nghĩ rằng các anh chị em sáng nay mà coi được một cái bài viết của một cái người đó chia sẻ, nói rằng là Mã Tú Linh, tại vì Mã Tú Linh có cái giọng nói giống như là người Hồng Kông, cho nên Mã Tú Linh không thể nào là người Việt được. Hay là cái tên Mã Tú Linh đã là không phải là người Việt Nam, thì mã thấy rằng những cái luận điệu đánh phá đó, các anh chị em có nghĩ rằng là ấu trĩ quá hay không? Chính các anh chị em, cảm ơn Trần Phong, chính các anh chị em đã dẫn dắt cho cái ác quỷ này nó lên ngôi. Nếu như cái giọng nói của Mã Tú Linh là giống Hồng Kông, thì tại sao mấy người cứ phải đi mướn phim Hồng Kông để mà coi? Hoặc là cái tên của Mã Tú Linh nó là chỉ là một cái nickname, các anh chị em chơi Facebook biết là bao lâu. Những người ở trong nước, ngay cả những người trong nước, tên thí dụ như là Nguyễn Thị Minh Thu, hoặc là Trần Văn Bé, Nguyễn Phú Trọng, những cái suy nghĩ nó thoáng hơn một chút xíu, để mà thấy rằng là sống một cách mà mình có giá trị chút xíu, chứ đừng có để cái bộ não của mình nó mất cái sử dụng một cách vô lý như vậy, bị ma quỷ nó cám dỗ như vậy thì thật là uổng. Cái Tết ở bên Mỹ khác cái Tết bên Việt Nam á. Bên Việt Nam mỗi lần mà đánh bài, Tết tới mà đánh bài là phải hơn thua. Ngô Kỷ là ai mà Ngô Kỷ nói trên livestream là Thu Xanh là tinh. Vậy Thu Xanh tinh Ngô Kỷ là Thu Xanh tinh Mã Tú Linh? Tùy bạn lựa chọn nha. Tùy các bạn chọn cho mình một cái con đường và một cái người nào đó trong lòng của mình. Còn nhưng mà chỉ là nghe không, hãy là tìm hiểu thêm ha. Thu Xanh cứ từ từ tìm hiểu thêm. Cái Tết ở bên Việt Nam mỗi lần mà đánh bài đó là đánh cho bằng được, đánh để mà hơn thua, đánh để mà kiếm tiền. Trong cái mùa Tết này, nhưng mà bên Mỹ thì đánh bài cũng có, nhưng mà đánh cho vui. Giống như ngày hôm qua mẹ với mã với mấy chị em chơi đánh bài, ngồi muốn gãy còng lưng luôn, cuối cùng ăn được 2 đồng. Trời ơi, cái đó là cái chính là mình đánh bài để mình ngồi lại với nhau, để mình có thời gian mình hàn huyên, mình ôn lại những cái kỷ niệm mà từ thuở ấu thơ, từ nhỏ. Mã không có giận, mã chỉ giải thích cho Thu Xanh nghe thôi, chứ mã không có giận. Đã nói rồi, sáng nay nói với Chúa là mã không có giận. Xong rồi đó là chúng ta là mình chơi đánh bài để mình ngồi mình thấy mà vui lắm nha. Người nào cũng già cả hết rồi, mấy chục năm rồi, bây giờ đánh lại bài tứ sắc, lần đầu tiên đánh lại bài tứ sắc qua nhiều năm, cứ ngồi trầm hâm giống như vậy nè. Cái con gì vậy, mỗi lần mà ra con mã thì mẹ là nói một con Mã Tú Linh. Mỗi lần á mà ra con sĩ thì mọi người nói con sĩ đỏ, con xe xanh, nói chơi thôi cho vui thôi mà ơi. Mà biết chị Tuyết Cao mà biết mà, cho nên rồi cái tới hồi mỗi lần ra con mã, cái mà thích ra con mã lắm, mọi người nói con mã cái là con Mã Tú Linh, thêm một con Mã Tú Linh nữa rồi. Mà nói chơi là cười vui lắm. Thì rằng mà thấy rằng hai cái Tết, mà cái Tết ở bên Việt Nam là nhiều sự lo âu đến với cho người dân, còn cái Tết của người Việt sống ở nước ngoài là một cái cơ hội để tụ tập lại, mà để mà chia sẻ những yêu thương, những cái gì mà mình bực dọc, mình giận hờn trong một năm qua đó, là gần như là lấy cái ngày Tết là làm cái ngày chính, là bỏ hết những cái sự buồn phiền đó.
Cho nên là mọi người đó là hai cái Tết mà ngay cả sau cái Tết thì mọi người ở bên Mỹ này cũng trở lại cuộc sống rất là bình thường. Thứ hai rồi ai cũng phải đi làm hết. Nó không có cái dư âm mà được mà chị muốn đổi bao nhiêu mà đổi cho chị. Xong rồi á là chúng ta là phải đi chắc phải mở kiến ra. Chắc phải mở kiến ra quá. Chúng tôi với người này bình luận mà thấy hồi nãy sáng này uống thuốc allergy chưa mà ngứa mũi vậy dữ người ta. Xin lỗi mọi người nha, tại vì cái lỗ mũi mà bị allergy đó. Cho nên mà muốn kể cho mọi người thấy để cái sự so sánh giữa cái Tết Việt Nam và cái Tết Mỹ. Sau cái Tết ở bên Việt Nam á, là một cái sự dọn dẹp rất là mệt. Phải dọn dẹp rác rưởi, phải dọn dẹp là cái cuộc tàn chiến để lại cho người dân Việt Nam của mình phải lo lắng, phải quan tâm. Rồi không biết ra Tết rồi, những ngày kế tiếp chúng ta phải sống làm sao, phải ăn cái gì, phải đi làm như thế nào. Còn cái bên Mỹ ngày hôm nay Tết đến rồi là một ngày hôm nay, rồi qua ngày hôm sau thì trở lại cuộc sống rất là bình thường. Tại vì ai cũng có công ăn việc làm rất là ổn định, người nào cũng phải rồi đưa con tới trường rồi về rồi cơm nước, rồi phải là mấy người go ahead eat, rồi chúng ta là phải là xin lỗi, cũng phải lo bôn ba Việt Nam. Những cái ngày cuối Tết nhân viên có một số nhân viên không nhận được tiền lương hoặc không nhận được tiền thưởng, rồi ra năm sang năm rồi chúng rồi ra năm ra Tết rồi là phải làm sao đây. Có những cái bài hát giống như là ra duyên anh cưới em, nhưng mà trong năm chưa có nhận được lương thì ra duyên lấy tiền đâu mà cưới em. Rồi cuộc sống nó cứ phải xô bồ, nó phải lo lắng, rồi những cái tai nạn xảy ra. Rồi thứ năm em mới đi làm, thì Quỳnh Hương thứ năm đi làm, có nhiều người là phải ngay cái ngày mùng 2 Tết là cũng phải là bôn ba lại rồi. Cuộc sống rất là khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Rồi mình coi lại những cái chậu hoa nha, giống như mình nhìn xung quanh nhà của Mã. Ở bên đó một chậu hoa, bên này một chậu hoa, ở bên kia một chậu hoa, ở dưới là thêm hai chậu hoa. Ở đằng trước phòng khách thấy hai chậu hoa nữa. Hoa bên này á, là mình mua, mình thấy đẹp thì mình mua hoa, mình trưng, chứ không phải là mình chờ tới đúng cái dịp Tết mình mới mua hoa trưng. Nhưng mà Việt Nam á, thì phải chờ tới ngày Tết mới mua hoa. Thứ nhất là do thời tiết nóng quá, hoa nó sẽ mau chết, mình phải tưới cây nhiều. Với con người của chúng ta đôi khi còn chưa có thời gian trải chuốt bản thân của mình nữa, thì làm sao có thời gian để mà trải chuốt tới hoa, nhưng mà biết ngồi ngắm một cành hoa. Cho nên là Mã thấy rằng tội những cái tiểu thương. Ngày hôm qua có mấy người chia sẻ với Mã về cái hoa bên Việt Nam, mà những người bán hoa đó, thì khi mà họ nhận được những cái tiểu thương đó, họ phải liên lạc với những cái công ty mà phân phối hoa để mà bán đó. Họ phải lấy hoa về, tại sao nói là ô cái chậu hoa đó bán nhân lên gấp 2, gấp 3 lần với số tiền vốn. Các anh chị em, nếu như mình làm một cái vấn đề gì đó mà mình làm mà mình không có kiếm lời, mình không có làm lời thì đi buôn bán hay là thương mại để làm gì, đúng không? Bây giờ các anh chị em nghĩ đi, mình đi vô một cái quán phở mình ăn một cái tô phở, người ta sử dụng, người ta nấu một cái nồi phở như vậy tốn 3-4 tiếng đồng hồ đi. Nếu như mà ở nhà mình mà nấu cái tô phở đó trị giá có 1 đồng đô, thí dụ vậy, mà khi mình đi vào cái tiệm phở mình ngồi ăn, tại sao mình không nói trời ơi cái tô phở này ở nhà nấu có 1 đồng mà vô đây ăn tới 10 đồng. Nó gấp tới 10 lần. Còn những người bán hoa là họ phải lấy hoa từ cái trung tâm phân phát hoa, rồi họ phải chuyển hoa tới cái chỗ mà dự định sẽ bán hoa, xong rồi ngồi đó phải trả tiền chỗ, phải trả tiền người cai quản, rồi phải ngồi đó chăm sóc hoa, phải thức khuya dậy sớm nguyên một ngủ luôn ở ngoài trời mấy ngày liền thì mới bán được những cái chậu hoa. Thì cái chậu hoa đó có nhân lên gấp 2, gấp 3 đó là cái chuyện dĩ nhiên. Thương mại, làm về thương mại kinh tế mà không làm lời thì buôn bán cái gì? Mấy người đó tự nhiên đem hoa ra mua 1 đồng rồi ra đó ngồi nguyên ngày, 2-3 ngày sau bán lại 2 đồng để bán giúp vui văn nghệ cho chương trình hay sao? Miễn phí à? Đâu có được. Chưa tính tới là hoa bán không được, rồi chưa tính tới là phải tiền chuyên chở hoa trở về lại, chưa tính những cái tiền mà đóng tiền phạt hoặc là tụi công an nó đi ra đi vô nó xin bánh mì, nó xin tiền lẻ. Chưa tính tới những cái hoa mà nó cạnh tranh, cái thằng bên kia hoa cũng giống như mình mà nó giảm giá, nó tăng giá để nó cạnh tranh với hoa của mình. Rất rất là nhiều cái kinh phí, chi phí nhỏ của các thương mại bán hoa mà chúng ta không có nhìn thấy hoặc chúng ta không có muốn quan tâm tới. Nhưng mà chỉ nhìn có một cái chợ chậu hoa mà tăng lên gấp 2, gấp 3 lần cái giá vốn thị trường. Giá vốn thị trường ở đây là gì?
bán hoa là phải làm lời, dĩ nhiên bán cái gì cũng làm lời hết. Ở bên Việt Nam bán cái thứ gì cũng làm lời hết, bán nước mà nó còn làm lời được mà, đúng không? Nói gì là bán hoa. Nhưng mà mình nói một cách là mình phải khách quan và mình phải rộng lượng để mình nhìn thấy cái đó là cái vấn đề. Tại sao mình có quyền cho người khác buôn bán làm lời mà mình không cho quyền những người bán hoa họ được quyền làm lời? Và mua hoa hay không là cái quyền của mình, chứ đâu có ai cấm mình, đâu có ai bắt buộc mình chỉ xuống biểu là mình phải đi mua hoa. Nhưng mà mình phải giống như là rộng lòng ra một chút xíu, tại vì đừng có chờ tới ngày 30 Tết. Có một số anh chị em phải chờ tới 30 Tết mới ra đó để mà xin hoa, hoặc là xin hoa hoặc là trả giá ép hoa rất là rẻ để mà mua hoa về. Mà hiểu được có một số anh chị em là tại vì nghèo, không có tiền những